Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 70. Người nghĩ nhiều rồi. Theo kiếm hành đạo bay ra, một thanh kiếm rơi thẳng xuống trong khu vực cổ hoang. Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực cổ hoang cứ thế bị tiêu diệt. Bắt đầu từ bây giờ, trên thế gian không còn nhà họ Thần và khu vực cổ hoang nữa. Trong vòng một ngày, tiêu diệt hai thế lực siêu cấp chỉ với hai chiêu kiếm. Khi cảm nhận được khu vực cổ hoang bị tiêu diệt, hai vị yêu vương trong đó có cự mang lập tức sụi lơ dưới đất. Khu vực cổ hoang cứ thế tan tành rồi. Nhưng yêu thần trong bóng tối lại không có bất cứ động tĩnh gì. Sở phu nhân âm thầm nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng, lúc này trong lòng bà ta đang cuộn trào như sóng to gió lớn. Tiêu diệt một thế lực siêu cấp bằng một chiêu kiếm. Không thèm chớp mắt lấy một cái. Quá vô lý. Ta không tin bà thật sự là chín phần thần tính. Lúc này, Thần Hạo vẫn đang quỳ dưới đất chậm rãi cất lời. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía Thần Hạo, Thần Hạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó hư ảnh của ông ta bốc cháy. Ông ta muốn làm gì? Mọi người hơi nghi ngờ. Lúc này những cường giả nhà họ Thần đang có mặt lại trở nên hưng phấn. Đây là đang triệu hoán bản thể. Bản thể đích thân đến đây. Khi Thần Hạo bốc cháy, một hơi thở đáng sợ dần kéo đến không biết từ đâu, lan tràn khắp toàn bộ vũ trụ tinh không. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, thời không trên đầu ở cách đó nghìn trượng trở nên sôi trào, không lâu sau đó một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Người tới chính là Thần Hạo kia. Mà lúc này ông ta là bản thể. Khi bản thể của Thần Hạo xuất hiện, sắc mặt tất cả mọi người xung quanh đều hơi thay đổi, khác với người phụ nữ váy trắng. Khí thế của Thần Hạo là ở bên ngoài, khí thế đó như hàng triệu ngọn núi lớn đè vào lòng mọi người, khiến mọi người cảm thấy cực kỳ khó thở. Sở phu nhân trong bóng tối nhìn chằm chằm Thần Hạo, vô hạn tiếp cận chín phần thần tính. Nét mặt bà ta cũng trở nên nặng nề. Tuy Thần Hạo này không đạt đến chín phần thần tính chân chính, nhưng khí thế này đã chứng minh ông ta đang vô hạn tiếp cận cảnh giới này. Có thể nói dưới cảnh giới chín phần thần tính, ông ta hoàn toàn là một tồn tại vô địch. Sở phu nhân chậm rãi quay đầu nhìn về phía người phụ nữ váy trắng, người phụ nữ này thật sự là chín phần thần tính ư. Mà tất cả mọi người xung quanh cũng đều nhìn về phía người phụ nữ váy trắng. Thần Hạo cũng nhìn chằm chằm bà ấy, ta không tin bà thật sự là chín phần thần tính. Người phụ nữ đột nhiên duỗi một ngọn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, quỳ xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hai chân Thần Hạo đã mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất. Lúc này, tất cả mọi người đều hóa đá. Xung quanh im lặng như tờ. Cứ thế quỳ xuống ư. Mọi người sửng sốt nhìn Thần Hạo đang quỳ, nét mặt ngơ ngác. Sở phu nhân nhìn người phụ nữ váy trắng, cơ thể bà ta lại run rẩy một lần nữa. Nếu lúc trước bà ta còn hơi nghi ngờ, thì lúc này bà ta đã có thể chắc chắn 100% người phụ nữ trước mắt là cường giả chín phần thần tính. Phía sau Diệp Quân thật sự có cường giả chín phần thần tính. Mấy cường giả của nhà họ Thần thì mặt xám như cho tàn. Toi rồi. Toi đời rồi. Chút hy vọng cuối cùng trong lòng bọn họ cũng biến mất không còn tăm hơi rồi. Người phụ nữ này thật sự là cường giả chín phần thần tính chân chính. Thần Hạo quay đầu nhìn bà ấy với nét mặt ngỡ ngàng, bà thật sự là cường giả chín phần thần tính. Chín phần thần tính. Nét mặt người phụ nữ váy trắng rất lạnh nhạt, trong mắt tràn đầy sự khinh thường, đó là thứ rác rưởi gì vậy? Dứt lời, bà ấy vùng ống tay áo. Oanh! Thần Hạo lập tức bị tiêu diệt. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Một đại lão bán bộ chín phần thần tính cứ thế bị giết chết. Mà lúc này chắc chắn bên hưng phấn nhất chính là Chấn tộc, vì bọn họ là bên thắng lớn nhất. Lúc này người phụ nữ đột nhiên xoay người nhìn những cường giả nhà họ Thần kia, Thần Khởi còn định nói gì đó, nhưng bà ấy đột nhiên vung tay áo. Cả đám cường giả nhà họ Thần cứ thế bị tiêu diệt. Những cường giả của yêu tộc kia cũng bị tiêu diệt cùng. Người phụ nữ chậm rãi xoay người nhìn Sở phu nhân, thấy bà ấy nhìn mình, sắc mặt Sở phu nhân hơi thay đổi, bà ta vội nói, chúng ta chỉ theo dõi trận chiến, không hề có ý xấu với Diệp công tử. Người phụ nữ nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, sau đó bà ấy thu hồi tầm mắt nhìn về phía Diệp quân, con đường tiếp theo con phải tự mình đi.
Diệp Quân khẽ hỏi, mọi người phải đi rồi sao? Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, định đi đến một nơi tham quan. Diệp Quân cười nói, vâng. Người đàn ông áo trắng nhìn về phía Diệp Quân, ông ấy mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đột nhiên xuất hiện trong tay ông ấy. Ông ấy trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đưa kiếm Thanh Huyên cho Diệp Quân, con cầm lấy. Diệp Quân đang định từ chối, nhưng người đàn ông lại nói, có thể không sử dụng, nhưng không thể không có. Diệp Quân thoáng sửng sốt, sau đó cười đáp, vâng ạ. Dứt lời hắn nhận lấy kiếm Thanh Huyên. Người đàn ông áo trắng nói đúng, có thể không dùng nhưng không thể không có. Người đàn ông cười khẽ, chúng ta đi thôi. Diệp Quân chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội nói, đợi đã. Dứt lời, hắn nhìn về phía người phụ nữ, cô, con có chuyện muốn học hỏi từ người. Người phụ nữ váy trắng im lặng nhìn Diệp Quân. Diệp Quân hơi nghi ngờ, cô làm vậy là có ý gì? Lúc này Tiểu Tháp chợt nói, bà ấy sợ cậu hỏi một vài vấn đề quá nhỏ bé. Nét mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ. Lúc này người phụ nữ chợt cất lời, hỏi đi. Diệp Quân gật đầu rồi nói, cô, con đã biết cách khống chế sức mạnh của thời không đặc biệt mà người để lại rồi, người chỉ bảo cho con với. Dứt lời hắn mở lòng bàn tay, một thanh ý kiếm xuất hiện, bên trong thanh ý kiếm này chứa đựng sức mạnh thời không vô cùng đặc biệt. Người phụ nữ váy trắng nhìn thoáng qua thanh ý kiếm kia, nhưng cũng không nói gì. Diệp Quân hơi lo lắng. Lúc này người phụ nữ váy trắng cất lời, làm như thế cũng không phải không được, nhưng con có thể thử dung hợp thời không kia vào trong kiếm vực của con. Kiếm vực. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, có thể ư? Người phụ nữ đáp, cứ thử xem. Diệp Quân im lặng một lúc rồi gật đầu, được. Người phụ nữ đột nhiên mở lòng bàn tay, thanh ý kiếm trong tay Diệp Quân lập tức bay vào tay bà ấy. Bà ấy nhìn thanh ý kiếm trong tay, sau đó nói, muốn mượn dùng sức mạnh của thời không đặc biệt này cũng được thôi, nhưng con phải hiểu đây không phải sức mạnh của bản thân con, vì thế con phải biết sáng tạo thời không. Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, sáng tạo thời không. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, cảm nhận tỉ mỉ, sau đó nắm trong tay bản chất của nó, cuối cùng tạo ra cái mới, đây là một phương pháp và kỹ xảo, con có thể học. Diệp Quân gật đầu, con hiểu rồi. Mô phỏng trước, sau đó thì sáng tạo. Người phụ nữ gật đầu, cố lên. Dứt lời bà ấy mở lòng bàn tay, gần trăm chiếc nhẫn không gian chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân. Những chiếc nhẫn này đều là bà ấy có được sau khi giết người lúc nãy, đương nhiên bà ấy không quan tâm đến nó, đây là cố ý giữ lại cho Diệp Quân. Bà ấy biết trẻ con đều rất thích tiền. Diệp Quân sững sờ nhìn rất nhiều nhẫn không gian trước mặt. Người phụ nữ váy trắng không nói gì thêm, bà ấy dẫn người đàn ông váy trắng đi về phía xa. Nhìn hai người rời đi, Diệp Quân không nhịn được hỏi, còn có thể gặp lại nhau không? Người phụ nữ phía xa không trả lời mà chỉ gật đầu. Trên mặt Diệp Quân hiện lên ý cười. Cứ thế, người phụ nữ dẫn theo người đàn ông biết mất ở cuối tinh không xa xôi. Diệp Quân hơi mất mát. Thời gian gặp nhau luôn ngắn ngủi như thế. Nhưng vẫn may là còn có cơ hội gặp mặt. Lúc này, Trấn Thiên dẫn theo người của Trấn tộc đi tới. Trấn Thiên khẽ cười, tiểu hữu, hai người khi nãy là ai thế? Diệp Quân cười đáp, cha và cô của ta. Trấn Thiên gật đầu, vốn muốn hỏi thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Nếu đối phương đã không nói ra tên thì chắc chắn là muốn khiêm tốn. Diệp Quân chợt nói, tiền bối. Bắt đầu từ bây giờ, địa bàn của khu vực cổ hoang và nhà họ thần đều sẽ là của Trấn tộc. Người phụ nữ váy trắng đã tiêu diệt nhà họ thần và khu vực cổ hoang, nhưng cũng không tiêu diệt những vũ trụ tinh hà phụ thuộc bọn họ, vì thế đa phần các địa bàn đều vẫn còn. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Trấn Thiên lập tức không khỏi thấy hưng phấn, nhưng ông ta vẫn còn rất lý trí, ông ta thoáng do dự rồi nói, Diệp Thiếu, những địa bàn này quá nhiều, chúng ta vẫn nên mỗi bên một nửa đi. Ông ta biết rõ nếu Trấn tộc thật sự chiếm hết thì có hơi quá đáng. Dẫu sao không phải Trấn tộc đã tiêu diệt nhà họ thần và khu vực cổ hoang, mà là người nhà của Diệp Quân. Không thể tham lam quá được. Diệp Quân cất lời, tiền bối, nhà ta có một thư viện, ta muốn mời Trấn tộc tham gia vào thư viện của chúng ta, đương nhiên Trấn tộc vẫn là Trấn tộc. Nghe thấy thế, Trấn Thiên lập tức thấy do dự. Diệp Quân cười nói, tiền bối đừng lo lắng.
dù Trấn tộc không gia nhập thì cũng sẽ là đồng minh của thư viện Quan Huyên, ta sẽ không ép buộc Trấn tộc gia nhập. Trấn Thiên hơi gật đầu, chuyện này ta không thể quyết định một mình, phải trở về bàn bạc với người trong tộc. Diệp Quân gật đầu, đó là đương nhiên. Hai người lại trò chuyện một lúc, chủ yếu là Diệp Quân nói cho Trấn Thiên nghe tình huống của thư viện Quan Huyên, đương nhiên có cả chuyện thư viện Quan Huyên muốn xây dựng trật tự. Một lúc lâu sau đó, Diệp Quân có chuyện phải xử lý nên rời đi, thấy Diệp Quân đi rồi, trong mắt Trấn Thiên lóe lên cảm xúc phức tạp. Lúc này, một trưởng lão Trấn tộc bên cạnh Trấn Thiên trầm giọng nói, tộc trưởng, Trấn tộc ta không thể gia nhập vào thư viện Quan Huyên được, một khi gia nhập, không phải chúng ta sẽ phụ thuộc vào thư viện Quan Huyên này ư. Như thế sao mà được? Trấn Thiên hơi lắc đầu, nếu chúng ta không gia nhập, chắc chắn Diệp công tử sẽ không ép, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng là... Ơn nghĩa, thế hệ chúng ta có ơn với Diệp công tử nên thế nào cũng dễ nói chuyện, nhưng thế hệ sau thì sao? Hoặc là Diệp công tử không còn nắm quyền nữa. Mọi người im lặng. Trấn Thiên khẽ nói, chúng ta phải nhìn xa hơn, lúc này không gia nhập, sau này ở đây có hai thế lực, chắc chắn hai bên sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, những mâu thuẫn kia chắc chắn đều là vấn đề nhỏ, nhưng lỡ như ngày nào đó chúng ta không còn nữa, lúc đó Trấn tộc ta còn xuất hiện một vài kẻ vô dụng. Mấy cường giả của Trấn tộc nhất thời im lặng. Chín phần thần tính. Sau lưng thư viện Quan Huyên có cường giả chín phần thần tính, chỉ với điều này Trấn tộc đã hoàn toàn không thể sánh bằng rồi. Nhưng bọn họ thật sự hơi khó chấp nhận việc gia nhập vào thư viện Quan Huyên. Lúc này, Trấn Thiên đột nhiên nói, thật ra cũng không cần băn khoăn như thế, chúng ta không chỉ có thể nhìn xa mà còn có thể nhìn sâu hơn, mọi người nghĩ xem mục tiêu thật sự của Diệp công tử này thật sự chỉ là thời đại cũ ư. Mọi người sửng sốt. Trấn Thiên nói tiếp, Trấn tộc chúng ta đi cùng thuyền với họ, có lẽ sẽ có thể đi được xa hơn nữa. Trấn Thiên hiểu rõ kế hoạch của Diệp quân chắc chắn rất to lớn, vì thế Trấn tộc không thể chỉ nhìn ở thời đại cũ được. Có thể nhìn xa hơn một chút. Đương nhiên cũng có điều bất đắc dĩ, vì hiện tại Trấn tộc không có người trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc, ông ta rất lo lắng cho sự phát triển của Trấn tộc trong tương lai. Lúc này Trấn Nam Tuyết ở một bên chợt lên tiếng, tộc trưởng, thật sự không cần phải suy nghĩ nhiều, hiện tại Trấn tộc chúng ta đang có một tương lai rất tốt. Trấn Thiên thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Trấn Nam Tuyết bên cạnh, cười hỏi, sao lại nói vậy? Trấn Nam Tuyết cười đáp, không còn nhà họ Thần và khu vực cổ hoang nữa. Trấn Thiên nói, nhưng thư viện Quan Huyên sắp đến đây rồi. Trấn Nam Tuyết chớp mắt, chẳng lẽ thư viện Quan Huyên không phải đồng minh vững chắc nhất của chúng ta sao? Ha ha! Trấn Thiên lập tức cười to. Phải! Nếu xem thư viện Quan Huyên như kẻ thù, đương nhiên Trấn tộc sẽ thấy áp lực, nhưng nếu xem thư viện Quan Huyên như đồng minh thì sao? Vậy thư viện Quan Huyên càng mạnh sẽ càng có lợi cho Trấn tộc. Nói đến cùng thì tâm lý của Trấn tộc phải có thay đổi mới được. Trấn Thiên đột nhiên hỏi, Nam Tuyết, con cảm thấy Diệp công tử này thế nào? Trấn Nam Tuyết khẽ mỉm cười, rất được. Trấn Thiên cười nói, chỉ thế thôi à? Trấn Nam Tuyết quay đầu nhìn chân trời phía xa, mỉm cười im lặng. Đương nhiên cô ta biết tộc trưởng có ý gì, nhưng cô ta cảm thấy chuyện tình cảm tốt nhất vẫn nên tự nhiên thì tốt hơn, nếu chứa đựng lợi ích thì cảm giác sẽ thay đổi. Trấn Thiên cũng không nói gì thêm, vì ông ta biết chuyện này không thể ép buộc được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trấn Thiên xoay người nhìn về hướng nhà họ Thần phía xa, nét mặt hơi phức tạp. Nhà họ Thần từng vô cùng lớn mạnh lại cứ thế bị tiêu diệt. Một kiếm. Thế gia siêu cấp truyền thừa trăm triệu năm bị tiêu diệt bằng một kiếm. Nói thật thì ông ta vẫn hơi cảm thán. Mà chuyện này cũng cho ông ta biết dù là thế lực như bọn họ cũng chỉ như một con kiến trong mắt một vài người nào đó. Có lúc đi nhầm một bước sẽ không thể trở mình. Việc nhà họ Thần và khu vực cổ hoang bị tiêu diệt khiến toàn bộ thời đại cũ đều khiếp sợ, mà cái tên của Diệp Quân cũng thoáng chốc lan truyền khắp nơi. Người thừa kế của thần nhất. Sau lưng có đại lão chín phần thần tính. Mà bây giờ Diệp Quân cũng được xem là người trẻ tuổi yêu đại nhất toàn bộ thời đại cũ. Trong một vùng tinh không, Diệp Quân đang dặn dò Ám U và Mộc Nguyên. Hiện tại kẻ thù của thời đại cũ chỉ còn lại một chúng thần điện, mà hắn định để mẹ mình đến xử lý chúng thần điện này. Còn hắn muốn đi làm một chuyện. Mộc Nguyên trầm giọng nói, Diệp Thiếu, cậu muốn đi tới khu vực tiên linh sao?
Diệp Quân gật đầu, hắn đã hứa với Thanh Đại trong tiểu tháp là phải đưa đối phương về rồi. Mộc Nguyên hơi lo lắng. Diệp Quân cười nói, ta chỉ đưa cô ấy về mà thôi. Dù hắn hơi tò mò với khu vực tiên linh, nhưng cũng chỉ là tò mò mà thôi. Mộc Nguyên gật nhẹ đầu, dù thế nào thì lần này Diệp Thiếu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, nghe nói khu vực tiên linh này rất kiêu ngạo. Diệp Quân cười nói, ta biết, năm đó thần nhất từng đến đó một lần, hình như cũng bị khinh thường. Mộc Nguyên gật đầu, đúng thế. Diệp Quân mỉm cười nói, ta chỉ đưa người đến đó, đưa xong ta sẽ đi ngay, ông dẫn dắt những thần tướng kia cùng với Ám U ở lại đây đợi mẹ ta đến, sau khi bà ấy đến, các ông cứ nghe theo lệnh bà ấy là được. Mộc Nguyên đáp, được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi tạm biệt hai người, Diệp Quân cũng không lập tức đi tới khu vực tiên linh, mà là đi tới chấn tộc. Vì hắn hoàn toàn không biết khu vực tiên linh ở đâu. Cậu muốn đi tới khu vực tiên linh. Lúc nghe thấy lời của Diệp Quân, Trấn Thiên nhất thời hơi ngạc nhiên. Diệp Quân gật đầu, đưa một người đến đó. Trấn Thiên trầm giọng nhắc nhở, Diệp Thiếu, người ở nơi này rất kiêu ngạo, mà tính tình của cậu. Nói đến đây, dường như ông ta nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng im lặng. Ông ta biết Diệp Quân trông có vẻ hiền lành nhưng thật ra nội tâm rất kiêu ngạo. Đương nhiên sự kiêu ngạo của hắn chỉ nhằm vào người không thân thiện với hắn. Nói một cách đơn giản thì ngươi đốt với hắn sẽ tốt với ngươi, nếu ngươi kiêu ngạo với hắn còn sẽ kiêu ngạo với ngươi hơn. Tính cách hắn thế này mà đi đến khu vực tiên linh thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Diệp Quân cười nói, ta đưa một người đến đó rồi sẽ đi. Thật ra hắn cũng không muốn quan tâm đến chuyện này cho lắm, Thanh Đại kia không liên quan gì đến hắn cả, nhưng nghĩ đến thần nhất. Hắn vẫn quyết định giúp đỡ một chút. Vì Thanh Đại này được thần nhất đặt vào quan tài, rõ ràng thần nhất có thể là đang bảo vệ cô ta, bây giờ thần nhất không có ở đây, vì thế hắn vẫn muốn làm chút chuyện thay ông ấy. Cũng đành chịu thôi, đã lấy nhiều thứ của người ta như thế rồi mà. Không làm gì đó thì trong lòng hắn cũng thấy hơi áy náy. Thấy Diệp Quân quyết định muốn đi. Trấn Thiên cũng không nói gì thêm mà lập tức lấy một quyển trục ra đưa cho Diệp Quân, đây là bản đồ đi đến khu vực tiên linh. Diệp Quân nhận lấy quyển trục, mỉm cười nói cảm ơn. Dứt lời hắn bèn muốn rời đi. Mà lúc này, Trấn Thiên đột nhiên nói, Diệp Thiếu. Diệp Quân quay đầu nhìn Trấn Thiên, ông ta nghiêm túc nói, Diệp Thiếu, ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định để Trấn tộc gia nhập vào thư viện Quan Huyên. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, Trấn Thiên tiền bối, Trấn tộc có ơn với ta, nếu Trấn tộc không muốn gia nhập thì chắc chắn ta sẽ không ép, chúng ta vẫn là bạn tốt, thật đấy. Trấn Thiên cười nói, ta biết, nhưng ta vẫn muốn để Trấn tộc gia nhập vào thư viện Quan Huyên. Diệp Quân cười hỏi, tại sao? Trấn Thiên khẽ cười đáp, vì rất nhiều nguyên nhân, chắc Diệp Thiếu cũng biết rõ những yếu tốt này. Nhưng cốt lõi nhất vẫn là Trấn tộc ta muốn cùng thư viện Quan Huyên đi xa hơn. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Trấn Thiên chợt nói, Diệp Thiếu, lúc trước cậu từng nói với ta suy nghĩ của cậu, cậu muốn thiết lập một trật tự toàn vũ trụ, vậy thì khu vực tiên linh này. Diệp Quân khẽ mỉm cười, cũng không nói gì mà xoay người rời đi. Dường như nghĩ đến điều gì, Trấn Thiên cảm thấy hơi sởn tóc gáy. Mẹ kiếp! Diệp Thiếu này không phải hiền lành gì đâu. Nguyên tắc của Diệp Thiếu là ta không chủ động gây chuyện, nhưng nếu chuyện tìm đến ta thì sao? Ngươi làm người xấu còn muốn để mình yên lòng. Trấn Thiên cười khổ. Cũng không biết Diệp Thiếu học từ ai nữa. Nhưng ông ta cũng biết rõ Diệp Thiếu vẫn rất tốt, dưới tình huống có thể làm bạn, chắc chắn hắn sẽ không làm kẻ thù với ngươi. Lúc này, Trấn Thiên không khỏi hơi lo lắng. Lo lắng cho khu vực tiên linh. Cũng lo lắng cho Diệp Quân. Diệp Quân cũng không phải thần nhất, dù năm đó thần nhất mất mặt trở về nhưng ông ấy vẫn nương tay, không quá tuyệt tình. Còn Diệp công tử này thì khác. Phong cách hành động của hắn là không làm thì thôi, làm thì phải dứt khoát. Mà nguyên nhân khiến ông ta lo lắng cho Diệp Quân là khu vực tiên linh này vượt xa nhà họ Thần và khu vực cổ hoang. Nếu Diệp Quân đối đầu với khu vực tiên linh thì ai sẽ thắng đây? Trấn Thiên lắc đầu cười khẽ, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Trấn tộc, Diệp Quân cũng không đi thẳng đến khu vực tiên linh mà lại đến Hắc Tử vực.
Đương nhiên hắn vẫn nhớ Nhược tỷ đã bảo sau khi mọi chuyện kết thúc thì đến nơi này một chuyến. Vừa đi vào Hắc Tử vực, sau lưng đã có tiếng bước chân vang lên, Diệp Quân xoay người lại, Nhược Mệnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Cô ấy vẫn mặc áo choàng đen rộng thùng thình, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần khiến người ta nhìn một lần là thấy khó quên. Nhược Mệnh cười nói, đến rồi à? Diệp Quân gật đầu, vâng. Nhược Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, người phụ nữ váy trắng kia chính là cô mà ngươi nói sao? Diệp Quân cười đáp, đúng thế. Nhược Mệnh gật đầu, chín phần thần tính, đúng là đáng sợ. Diệp Quân muốn nói lại thôi. Nhược Mệnh cười nói với Diệp Quân, muốn nói gì thì nói đi. Diệp Quân mỉm cười, Nhược tỷ, không giấu gì tỷ, ta cảm thấy có lẽ cô của ta không chỉ có chín phần thần tính. Nhược Mệnh híp mắt, 10 phần. Diệp Quân lắc đầu. Nhược Mệnh hơi nghi ngờ. Diệp Quân trầm giọng nói, có khi nào bà ấy đã vượt qua 10 phần rồi không? Nhược Mệnh sửng sốt. Diệp Quân cười nói, Nhược tỷ, sau 10 phần thần tính còn có cảnh giới gì khác không? Nhược tỷ trầm giọng nói, không biết. Dẫu sao từ trước đến giờ thần nhất là người có cảnh giới cao nhất, mà ông ấy là 10 phần thần tính. Diệp Quân chợt nói, nhưng theo ta biết, cuối cùng thần nhất muốn sửa thành nhân tính. Nhân tính? Nhược Mệnh cau mày, sao thần tính? Diệp Quân lắc đầu, ta chỉ đoán thôi. Lúc trước hắn vốn muốn hỏi cô váy trắng vấn đề này, nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không hỏi. Mình nên đi từng bước thì hơn, sau khi đi tới con đường đương nhiên sẽ xuất hiện. Nhược Mệnh lại nói, thật ra chín phần thần tính cũng đã là thực lực mạnh lắm rồi. Còn về 10 phần, dù thần nhất từng đạt đến nhưng nói thật, tê cũng chưa từng giao thủ với ông ấy, vì thế hoàn toàn không biết rốt cuộc 10 phần thần tính là cảnh giới gì, còn về trên nó. Nói đến đây, cô ấy lắc đầu cười khẽ, nghĩ xa quá rồi. Diệp Quân cũng cười nói, đúng thế. Nhược Mệnh nhìn về phía Diệp Quân, sau đó nói chính sự đi, lần này ta bảo ngươi đến là muốn ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Quân đáp, tỷ nói đi. Nhược Mệnh cười hỏi, đồng ý ngay luôn à? Diệp Quân mỉm cười, chuyện có thể làm được chắc chắn ta sẽ không từ chối, chuyện không thể làm được, có lẽ Nhược tỷ sẽ không nhờ ta. Nhược Mệnh lắc đầu cười khẽ, sau đó nói với vẻ nghiêm túc, có phải ngươi muốn đi tới khu vực tiên linh không? Diệp Quân hơi tò mò, sao tỷ biết? Nhược Mệnh trầm giọng nói, ngươi chắc chắn muốn dẫn Thanh Đại đi đến khu vực tiên linh, đúng không? Diệp Quân gật đầu. Nhược Mệnh đột nhiên nói, ngươi biết vì sao ta bị nhốt ở đây không? Diệp Quân trầm giọng hỏi, vì khu vực tiên linh sao? Nhược Mệnh gật đầu. Diệp Quân chần chừ một lát rồi nói, lúc đầu tỷ không cho ta cứu tỷ là vì không muốn liên lụy đến ta. Nhược Mệnh mỉm cười, cứu ta có lẽ không phải chuyện khó với ngươi, nhưng nhân quả của việc này rất nặng nề, không dưng khiến ngươi phải mang nhân quả trên lưng ta sẽ cảm thấy áy náy. Diệp Quân muốn nói gì đó thì Nhược Mệnh lại nói, lần này đi đến khu vực tiên linh, ngươi giúp ta một chuyện, đi tới tiên linh thánh điện tìm một lão mù. Ông nói hay lắm. Lão mù. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Nhược Mệnh gật nhẹ đầu, đúng thế. Diệp Quân hỏi, sau đó thì sao? Nhược Mệnh mỉm cười nói, ông ta sẽ cho ngươi biết ngươi phải làm gì, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ông ta, tóm lại là với sự thông minh của ngươi, chắc chắn sẽ biết nên làm thế nào. Diệp Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn gật nhẹ đầu, được. Nhược Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, nghiêm túc nói, nhớ kỹ đi tìm lão mù trước, sau đó mới trả Thanh Đại lại cho khu vực thiên linh, còn nữa, đừng đi gặp Thanh Mạt kia, ngươi đừng nhúng ta vào chuyện giữa cô ta và thần nhất, đây là một vòng xoáy khổng lồ, còn là một điều cấm ở khu vực thiên linh, đặc biệt là đừng tiết lộ chuyện ngươi là người thừa kế của thần nhất. Diệp Quân trầm giọng nói, có lẽ bây giờ bọn họ đã biết rồi. Nhược Mệnh lắc đầu, không nhanh thế đâu, người ở chỗ bọn họ không hề hứng thú với thế giới bên ngoài, vì thế chuyện của ngươi chắc chắn còn chưa lan truyền đến chỗ bọn họ. Cho nên chỉ cần ngươi không chủ động để lộ, chắc chắn bọn họ sẽ không biết ngươi là truyền nhân của thần nhất. Diệp Quân gật đầu, được. Nhược Mệnh vốn còn muốn nói gì đó, nhưng lời đến môi lại nuốt xuống, cuối cùng cô ấy khẽ mỉm cười bảo, đi đi. Diệp Quân cười nói, Nhược tỷ giữ sức khỏe. Dứt lời, hắn xoay người ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời. Nhìn Diệp Quân rời đi, Nhược Mệnh nhíu chặt mày, thần nhất,
với tính cách của ông đáng lẽ sẽ không gài bẫy tên nhóc này mới phải, nhưng vì sao thanh đại kia lại nằm trong tay hắn? Cô ấy rất nghi ngờ. Đương nhiên cô ấy không biết thanh đại kia là do hai đứa nhóc gây chuyện Nhị Nha và Tiểu Bạch cướp rồi đưa đến làm vợ cho Diệp Quân. Với thực lực của Nhị Nha đương nhiên có thể cảm nhận được thanh đại chắc chắn là một phần nhân quả rất không tốt. Nhưng như thế thì sao? Chỉ cần không phải nhân quả của người phụ nữ váy trắng kia thì Nhị Nha cần phải sợ à? Đương nhiên Tiểu Quân Tử có thể chịu được phần nhân quả này hay không không phải là chuyện cô bé cần lo lắng. Đương nhiên Nhị Nha và Tiểu Bạch vô cùng yêu thương Diệp Quân, nếu không cũng sẽ không giúp hắn nhiều việc như thế, nhưng hai người cũng nhất trí cho rằng Tiểu Quân Tử nên chịu khổ nhiều hơn, giống như ông nội của hắn vậy. Chịu khổ nhiều một chút mới có thể trở nên mạnh hơn. Đồng thời họ cũng không muốn Tiểu Quân Tử trở thành một người lươn lẹo như cha của hắn, lúc trước họ đã bị cha của hắn lừa rất nhiều thứ, đến bây giờ vẫn chưa trả. Vừa nghĩ đến cha của Diệp Quân, Nhị Nha và Tiểu Bạch sẽ lập tức lắc đầu, vì cảm thấy đau đầu. Sau khi rời khỏi Hắc Tử Vực, Diệp Quân dựa theo bản đồ xuất phát đi đến khu vực Tiên Linh. Trên đường đi, Ngao Thiên Thiên trầm giọng nói, Tiểu Quân, chuyện này có hơi kỳ lạ. Diệp Quân gật đầu, ta cảm nhận được. Hắn có thể cảm nhận được Nhược Tỷ muốn nói gì với hắn, nhưng lại băn khoăn điều gì đó nên không nói. Ngao Thiên Thiên hơi lo lắng, vậy khu vực Tiên Linh. Diệp Quân mỉm cười nói, ta không cảm thấy thần nhất và Nhược Tỷ này sẽ hại ta. Dù hắn chỉ từng gặp thần nhất một lần, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng vào nhân phẩm của Từ Nhu, chắc chắn đối phương sẽ không làm chuyện mưu mô như thế. Hắn vẫn rất chắc chắn được điều này. Còn về Nhược Tỷ này, hắn cũng tin tưởng đối phương sẽ không hại hắn. Đương nhiên hắn không biết rằng ngọn nguồn tai họa ở ngay bên cạnh. Lúc này, Ngao Thiên Thiên chợt nói, ta sắp đến cảnh giới thiên đạo rồi. Diệp Quân nhất thời ngạc nhiên, nhanh thế sao? Ngao Thiên Thiên gật đầu, cười nói, đúng thế. Diệp Quân lo lắng, tốc độ đột phá cảnh giới của muội thật sự quá nhanh, có khi nào? Ngao Thiên Thiên cười nói, không đâu, huynh quên rồi à, muội tu luyện trong tiểu tháp mà. Diệp Quân cười to, xem trí nhớ của ta này. Ngao Thiên Thiên không chỉ tu luyện trong tiểu tháp mà còn có Nhị Nha và Tiểu Bạch giúp đỡ, đương nhiên tốc độ tu luyện phải nhanh rồi. Cảnh giới. Diệp Quân nhẹ giọng nói, ta cũng nên tăng cảnh giới của mình lên thôi. Cảnh giới. Hiện tại hắn chỉ là cảnh giới đế quân, xét về cảnh giới thì thật sự là quá thấp. Mà hắn cũng thấy hơi mơ hồ, nếu đến cảnh giới thần đạo thì hắn cũng phải tu luyện thần tính sao? Thần tính. Hiện tại kiếm ý của hắn đã đạt đến thần tính, thật sự đã trở nên mạnh mẽ, nhưng vì hắn còn chưa đạt đến thần tính nên hắn không cảm nhận được có chỗ nào đặc biệt. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, bây giờ nghĩ tới chuyện này làm gì? Hiện tại hắn chỉ là cảnh giới đế quân, phải cần một khoảng thời gian nữa mới đến được cảnh giới thần đạo. Đợi đến lúc đó khi tiếp xúc với thần tính của cảnh giới thần đạo hẳn suy xét giữa thần tính và nhân tính sao? Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không xa xôi, hắn phát hiện khu vực Tiên Linh này rất xa, dù với thực lực của hắn hiện tại e rằng cũng phải ngự kiếm một tháng mới đến được vũ trụ Tiên Linh. Phải biết rằng với thực lực của hắn bây giờ gần như mấy giây là có thể đi qua một tinh hà vũ trụ. Chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua. Diệp Quân đi tới một vũ trụ tinh không hoàn toàn yên tĩnh, hắn đảo mắt nhìn một vòng, xung quanh ánh sao chói mắt, nhưng lại yên tĩnh không có chút tiếng động. Nếu ở lâu trong một nơi yên tĩnh thế này thật sự sẽ khiến người ta sụp đổ. Diệp Quân nhìn tinh hà vô tận trước mắt, không khỏi cảm thán vũ trụ rộng lớn, nửa tháng qua, hắn đã đi qua không biết bao nhiêu tinh hà vũ trụ, nhưng vẫn không có điểm cuối, thật sự là vô cùng vô tận. Dù là cao thủ cấp bậc như hắn cũng có vẻ khá nhỏ bé trước vũ trụ vô tận này. Cũng không biết rốt cuộc vũ trụ rộng lớn đến mức nào. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, hắn lúc này tựa như một hạt bụi trong sa mạc, có lẽ cũng chỉ người có thực lực như cô váy trắng mới có thể xem vũ trụ vô tận này như kiến thôi. Diệp Quân thầm thở dài, con đường của mình có hơi dài. Diệp Quân khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Đang định tiếp tục tiến về phía trước thì một thần thức bí ẩn chợt bao vây lấy hắn. Diệp Quân cau mày quay đầu nhìn lại, nhưng không nhìn thấy gì cả. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó chắp tay nói, ta chỉ đi ngang qua, không có ý định xúc phạm.
Suốt hành trình này hắn đã gặp một vài cao thủ, nhưng cũng không phải quá mạnh, đều khoảng 5 phần thần tính trở xuống. Với thực lực của hắn bây giờ, 8 phần thần tính trở xuống thật sự không thể mang đến uy hiếp gì với hắn cả. Nhưng hắn cũng không muốn gây chuyện, cho nên cất tiếng giải thích. Nhưng khí thế kia vẫn không biến mất mà tiếp tục bao vây lấy hắn. Diệp Quân cau mày, lại chắp tay nói, các hạ, tại hạ chỉ đi ngang qua nơi này, không có ý định xúc phạm, ta sẽ rời đi ngay. Dứt lời, hắn bèn muốn rời khỏi nơi này, nhưng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên từ tinh không yên tĩnh phía xa, một cảnh giới đế quân nho nhỏ lại dám đặt chân vào địa bàn của bổn đế, đúng là tự tìm đường chết. Sau đó, một sức mạnh cường đại như nước thủy triều kéo về phía Diệp Quân. Thấy đối phương ra tay, ánh mắt Diệp Quân dần trở nên lạnh như băng, sau đó hắn nâng tay vung kiếm. Oanh! Thời không cách đó vạn trượng đột nhiên vỡ tan, một bóng người liên tục lùi lại. Sau khi dừng lại, người nọ sợ hãi nhìn Diệp Quân, xin các hạ nương tay, ta sai rồi. Diệp Quân lắc đầu. Hắn phát hiện có vài người khi đối mặt với kẻ yếu hơn mình đều kiêu ngạo như thiên nga, hoàn toàn không xem họ như con ngươi, nhưng khi đối mặt với kẻ mạnh hơn mình thì lại nịnh nọt tựa như chó. Người nọ còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Quân không muốn nói nhảm với đối phương, giơ tay chém ra một kiếm. Xoẹt! Một tia kiếm quang lóe lên trong tinh hạ yên tĩnh này, sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên. Giết chết trong nháy mắt. Đây còn chỉ là chiêu kiếm bình thường của Diệp Quân, cũng không phải riêng chỉ nhất kiếm khi thực chiến. Với thực lực của Diệp Quân bây giờ, cao thủ 5 phần thần tính trở xuống thậm chí còn không đỡ nổi một kiếm của hắn. Diệp Quân mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn không gian chậm rãi bay vào tay hắn, trong nhẫn chỉ có một tổ mạch. Diệp Quân lắc đầu, nghèo quá. Sau khi tiêu diệt khu vực cổ hoang và nhà họ Thần, người phụ nữ váy trắng đã đưa toàn bộ nhẫn không gian cho Diệp Quân, vì thế bây giờ hắn có tận 63 tổ mạch. Hơn nữa còn đều là tổ mạch cực phẩm. Có thể nói bây giờ hắn rất giàu có, nhiều tiền đến mức tiêu không hết. Ngoài ra hắn còn có vô số thần bảo và thần vật, cấp bậc của những thần bảo thần vật kia đều không thấp, đều là những vật quý giá của nhà họ Thần và khu vực cổ hoang. Nhưng hắn cũng không giữ những thần bảo thần vật kia lại, vì hắn đã có kiếm Thanh Huyên nên cảm thấy coi thường những thần vật khác. Cho nên hắn đã đưa tất cả cho Ám U, bảo ông ta đưa cho Tần Quan. Dù hắn không thể dùng, nhưng thư viện Quan Huyên thì có thể. Phải biết rằng trước mắt, thư viện Quan Huyên đều dựa vào Tần Quan duy trì. Đương nhiên trước khi cho Ám U, hắn còn để Nhị Nha và Tiểu Bạch chọn trước, nhưng hai tiểu tử này cũng rất kén chọn, chỉ nhìn thoáng qua rồi tỏ vẻ chê bai, khiến Diệp Quân hơi dở khóc dở cười. Diệp Quân cất nhẫn không gian, chuẩn bị tiếp tục tiến lên, nhưng lúc này đột nhiên có mấy khí thế mạnh mẽ kéo tới từ tinh hà phía xa. Diệp Quân cau mày. Chẳng mấy chốc, một ông lão dẫn theo hai cao thủ mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Ông lão dẫn đầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, các hạ là ai, vì sao lại giết người của Tinh Vân Tông chúng ta? Diệp Quân bình tĩnh nói, ông ta ra tay trước. Ông lão cau mày, ngươi là ai? Diệp Quân mỉm cười nói, một người đi ngang qua. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng không dám ra tay, vì ông ta không biết thực lực chân chính của thiếu niên trước mắt. Diệp Quân nhìn ông lão, ta đi ngang qua nơi này, đã giải thích với ông ta nhưng ông ta vẫn ra tay với ta, nên ta bất đắc dĩ lắm mới ra tay. Ông lão dẫn đầu thấy Diệp Quân giải thích thì cho rằng hắn sợ tiếng tăm của Tinh Vân Tông, lập tức tự tin hơn, lạnh lùng nói, giết người phải đền mạng. Diệp Quân cau mày, nâng tay vung ra một kiếm. Ông lão kia lập tức bị một tia kiếm quang chém chết. Hai ông lão áo đen còn lại hoảng hốt. Diệp Quân gật đầu, ông nói hay lắm, giết người phải đền mạng. Hai ông lão kia bối rối. Mẹ kiếp, ngươi giết người đền mạng là lấy mạng của người khác à? Diệp Quân hờ hững nhìn thoáng qua hai người áo đen còn lại, còn muốn giết người đền mạng nữa không? Nghe thấy thế, sắc mặt hai người lập tức hơi thay đổi, không dám nói một lời. Diệp Quân đang định rời đi thì một ông lão trong đó chợt lạnh lùng nói, ngươi có dám đợi thêm một lúc không? Diệp Quân nhìn ông lão vừa nói chuyện kia, ông lão lại nói tiếp, tông chủ Tinh Vân Tông ta sắp đến rồi. Diệp Quân gật đầu, vậy thì đợi một lát nữa. Vừa mới nói xong, thời không trước mặt hắn không xa đột nhiên rung động,
sau đó thời không nứt ra, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra ngoài. Thấy người đàn ông trung niên này, hai ông lão kia vội cung kính hành lễ, bái kiến tông chủ. Người đàn ông trung niên không quan tâm đến hai người họ mà nhìn Diệp Quân, không biết các hạ tên là gì. Diệp Quân cười khẽ, hỏi tên ta làm gì. Người đàn ông trung niên đáp, có lẽ ta có quen biết với trưởng bối trong nhà cậu. Diệp Quân thoáng sửng sốt rồi lập tức lắc đầu, có lẽ là không quen biết đâu. Người đàn ông nhíu mày, thiếu niên này quá là vô lễ. Diệp Quân nói thẳng, ta đã giết người của Tinh Vân Tông các người, ông có suy nghĩ gì về chuyện này? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói một lời. Còn Diệp Quân thì đang đợi câu trả lời, hắn muốn xem đối phương định nói phải trái hay là không. Người đàn ông im lặng một lúc lâu mới nói, là do người của Tinh Vân Tông ta mạo phạm các hạ, bị giết chết cũng là đáng đời. Nghe thấy lời của người đàn ông trung niên, hai ông lão sau lưng ông ta tỏ vẻ sửng sốt và khó hiểu. Diệp Quân lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên, hắn không nói một lời mà lập tức biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối tinh hà rộng lớn. Sau khi Diệp Quân rời đi, người đàn ông trung niên thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một ông lão áo đen vội hỏi, tông chủ, vì sao lại làm thế? Người đàn ông khẽ lắc đầu, các ông vẫn chưa nhìn ra được là người này muốn giết chúng ta à? Ông lão áo đen kia sửng sốt, tông chủ không thắng được cậu ta ư? Người đàn ông trung niên im lặng. Cảnh giới của thiếu niên kiếm tu kia đúng là rất thấp, nhưng hắn lại cho ông ta một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm. Không thể không nói điều này khiến ông ta rất nghi ngờ, vì thiếu niên kia chỉ mới có cảnh giới đế quân mà thôi. Mà chính vì thế ông ta mới cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, quan trọng nhất là dường như thiếu niên kia còn hy vọng ông ta có thể ra tay. Một lúc lâu sau đó, người đàn ông trung niên lắc đầu, đi thôi. Ông ta nhìn ra được không thể gây chuyện với thiếu niên kia. Không biết đã di chuyển bao lâu, cuối cùng Diệp Quân đến một tinh vực không biết tên, vừa đặt chân xuống tinh vực này, Thanh Đại đã xuất hiện bên cạnh hắn. Đây là lần đầu tiên Thanh Đại chủ động rời khỏi tiểu tháp. Thanh Đại nhìn xung quanh với vẻ mơ hồ. Diệp Quân hỏi cô ta, cô biết nơi này à? Thanh Đại khẽ đáp, khá là quen thuộc. Nói xong, cô ta bèn đi về phía xa. Diệp Quân đi theo cô ta, cách chỗ họ nghìn trượng có một gốc cổ thụ tinh không, cổ thụ cao chục nghìn trượng, tựa như một tòa thành khổng lồ. Mà dưới gốc cổ thụ đó còn có một cái xích đu. Thanh Đại chậm rãi đi tới trước xích đu kia, cô ta nhẹ nhàng sờ lên xích đu, nhíu chặt mày. Diệp Quân nhìn xung quanh, hắn biết có lẽ mình đã bước vào khu vực tiên linh rồi. Ngươi là ai? Lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Diệp Quân và Thanh Đại xoay người nhìn sang, có một thiếu nữ đang đứng cách đó không xa, thiếu nữ mặc váy dài màu phỉ thúy, mái tóc màu bạc, mắt màu lam đậm tựa như nước, giọng nói của cô ta rất trong trẻo, cực kỳ dễ nghe. Thiếu nữ rất đẹp, còn đẹp hơn cả Thanh Đại ở bên cạnh. Nhưng Diệp Quân phát hiện lúc nhìn thấy Thanh Đại, trong mắt thiếu nữ này thoáng lộ vẻ tò mò, còn lúc nhìn hắn, ánh mắt đó lại trở nên hơi lạnh lùng. Quả nhiên người ở đây hơi không thân thiện với người bên ngoài. Lúc nhìn thấy thiếu nữ, trong mắt Thanh Đại cũng lộ vẻ tò mò. Diệp Quân chợt nói, cô nương là người của tộc tiên linh sao? Thiếu nữ nhìn về phía Diệp Quân, không hề che giấu vẻ lạnh lùng trong mắt, ngươi là ai? Diệp Quân không trả lời vấn đề này mà chỉ vào Thanh Đại ở bên cạnh, cô ấy là người của tộc tiên linh, ta đưa cô ấy về nhà, chỉ thế thôi. Nghe thấy lời của Diệp Quân, thiếu nữ hơi nhíu mày, cô ta nhìn về phía Thanh Đại, cô thuộc nhánh nào? Thanh Đại lắc đầu, không biết. Thiếu nữ hơi nghi ngờ. Diệp Quân giải thích, cô ấy. Thiếu nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, ta không hỏi ngươi. Diệp Quân sửng sốt, sau đó lắc đầu cười khẽ. Mẹ kiếp, người ở nơi này đúng là không hòa đồng. Thần nhất thích cô gái của một tộc như thế này chẳng phải là để người ta coi thường sao. Thanh Đại nhìn thoáng qua Diệp Quân, trong mắt mang theo vẻ áy náy. Diệp Quân cười khẽ tỏ vẻ không sao. Thanh Đại quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, sau đó nói, cô có biết Thanh Mạt không? Đó là tỷ tỷ của cô ta. Lúc trước khi Diệp Quân nói chuyện với Nhược Mệnh, Diệp Quân đã nói với cô ta, vì thế cô ta biết mình có một người chị ở khu vực tiên linh.
Thiên Ma Thánh Nữ. Cô gái hơi ngạc nhiên, cô quen Thanh Ma Thánh Nữ sao? Thanh Đại gật nhẹ đầu, phải. Người phụ nữ tò mò quan sát Thanh Đại, tràn đầy nghi ngờ cô tên gì. Thanh Đại đáp, Thanh Đại. Cô gái cau mày im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, ta chưa từng nghe đến tên cô. Thanh Đại nói, có thể dẫn ta đi gặp Thanh Mạt không? Cô gái lập tức lắc đầu, không được. Thanh Đại thắc mắc, vì sao? Cô gái bình tĩnh nói, vì ta cũng không biết Thanh Mạt Thánh Nữ ở nơi nào. Thanh Đại cau mày. Cô gái lại nói, nhưng chắc chắn cô là người của tộc tiên linh chúng ta, điều này đương nhiên là không thể nghi ngờ, ngoài Thanh Mạt Thánh Nữ, cô còn quen biết ai không? Thanh Đại lắc đầu, ta bị mất trí nhớ. Cô gái hơi ngạc nhiên, mất trí nhớ. Thanh Đại gật đầu. Cô gái im lặng một lúc lâu rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, hắn có làm ra chuyện hèn hạ bẩn thỉu gì với cô không? Mẹ kiếp! Diệp Quân lập tức tỏ vẻ bất mãn, cô nương, cô nói thế là có ý gì? Thanh Đại cũng hơi không vui, hắn là người đã cứu ta. Cô gái lạnh nhạt đáp, vậy sao? Diệp Quân cất giọng nặng nề, chẳng lẽ cô không nên nói xin lỗi sao? Cô gái bình tĩnh nói, xin lỗi người á, người nằm mơ đi. Diệp Quân. Nói thật, Diệp Quân rất muốn gọi Nhị Nha ra đây, để Nhị Nha dạy dỗ con nhóc này một chút. Nhưng nghĩ lại thì cuối cùng vẫn không làm thế. Vì Nhị Nha thật sự dám giết người đấy. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Đại. Thanh Đại cô nương, ta đã đưa cô đến khu vực tiên linh, ta cũng nên đi rồi. Chúng ta gặp lại sau nhé. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Hắn không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Và lại trước khi đến Nhược Tỷ có dặn dò đừng đi gặp thánh nữ gì kia, tuy hắn hơi tò mò với Thanh Mạt kia, nhưng hắn vẫn chọn nghe lời của Nhược Tỷ, hắn cũng không muốn xen vào chuyện giữa Thần Nhất và Thanh Mạt. Nhưng lúc này Thanh Đại chợt kéo hắn lại. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Thanh Đại với ánh mắt nghi ngờ. Thanh Đại do dự một lát rồi nói, đi gặp tỷ tỷ kia của ta cùng ta với, sau khi gặp, ta sẽ quyết định ở lại hay là đi. Lúc đến, cô ta vẫn rất chờ mong với nơi này, dẫu sau đây cũng là nhà của cô ta, nhưng thái độ của cô gái trước mắt khiến cô ta rất khó chịu. Có điều cứ thế rời đi thì cô ta lại thấy không cam lòng. Diệp Quân im lặng. Thanh Đại khẽ nói, hiện tại ta chỉ quen một mình ngươi thôi. Nghe thấy lời của Thanh Đại, Diệp Quân thầm thở dài, sau đó gật đầu, được. Tuy không muốn gặp Thanh Mạt kia, nhưng hắn vẫn không quên chuyện Nhược Tỷ dặn dò. Đi gặp lão mù của Tiên Linh Thánh Điện. Diệp Quân vốn muốn hỏi chuyện của lão mù, nhưng thấy thái độ cô gái này nên hắn quyết định không hỏi, không muốn rước bực vào người. Thấy Diệp Quân đồng ý ở lại, rõ ràng Thanh Đại khá là vui, cô ta có thể nhìn ra Diệp Quân không muốn ở đây để bực mình, nhưng hắn vẫn chọn ở lại. Điều này khiến cô ta cảm thấy ấm áp. Diệp Quân nhìn về phía cô gái ở xa, cô nương, vì một vài lý do đặc biệt nên cô ấy bị mất trí nhớ, vì thế chỉ nhớ mỗi tên mình và Thanh Mạt Thánh Nữ, cô có cách nào để chúng ta gặp được Thanh Mạt Thánh Nữ không? Cô gái lạnh nhạt đáp có. Diệp Quân vội nói, vậy. Mà lúc này, cô gái kia đã nói tiếp, nhưng ngươi không thể đi. Diệp Quân ngây người. Cô gái nhìn về phía Thanh Đại. Ta có thể dẫn cô ấy đi tới Tiên Linh Thánh Điện, nhưng nơi đó. Nói đến đây, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, nếu ta nói thật sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của ngươi, nên ngươi tự hiểu đi. Diệp Quân. Lúc này Tiểu Tháp chợt nói, thật ra chủ nhân và tiểu chủ nuôi thả ngươi đúng là một quyết định sáng suốt. Nó biết rõ nếu Diệp Quân không được nuôi thả mà sống ở nhà họ Dương, thì có lẽ hắn cũng sẽ kiêu ngạo như thế này. Diệp Quân lạnh nhạt nói. Không phải nuôi thả ngươi, đương nhiên ngươi cảm thấy sáng suốt rồi. Tiểu Tháp đáp, ta đã đi theo ba thế hệ nhà các ngươi rồi. Diệp Quân. Lúc này, Thanh Đại nhìn về phía Diệp Quân, chúng ta đi thôi. Diệp Quân sửng sốt, cô. Thanh Đại cười khẽ, đi thôi. Cô ta có thể nhìn ra người ở nơi này không hoan nghênh người ngoài, còn Diệp Quân dẫn cô ta đến đây, đương nhiên cô ta không thể bỏ lại Diệp Quân ở bên ngoài được. Lúc này. Cô gái kia chợt nói, ta là vì tốt cho hắn. Thanh Đại nhìn về phía cô gái, cô ta bình tĩnh giải thích, nếu hắn đi vào khu vực tiên linh thì sẽ rất nguy hiểm. Thanh Đại nhìn cô gái, hắn là người đã cứu ta. Cô gái im lặng.
Thanh Đại nói tiếp, Thanh Mạt thánh nữ mà ngươi nói chính là tỷ tỷ của ta. Lúc này, cô gái ngơ ngác, tỷ tỷ của cô. Thanh Đại gật đầu. Cô gái tỏ vẻ nghi ngờ, việc này. Thanh Đại nhìn về phía cô gái, chỉ cần gặp được tỷ ấy, ngươi sẽ biết lời ta nói là thật hay giả. Cô gái im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Quân rồi nói, các người đi theo ta. Dứt lời, cô ta xoay người đi về phía gốc cổ thụ phía xa. Thanh Đại nhìn Xích Đu ở cách đó không xa, sau đó theo Diệp Quân đi tới gốc cổ thụ. Cô gái đi tới trước cổ thụ, cô ta chậm rãi duỗi tay phải, phần gốc của cổ thụ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa sáng. Cô gái đang muốn đi vào, nhưng lúc này dường như nghĩ đến điều gì, cô ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, đây là Tịnh Hóa Môn, người có huyết mạch cấp thấp không thể đi vào nơi này, cho nên ta phải nâng cấp huyết mạch cho ngươi. Diệp Quân, Tiểu Tháp, Tịnh Hóa Môn. Diệp Quân nhìn về phía cánh cửa kia, không thể không nói hắn thật sự thấy hơi cạn lời. Rõ ràng khu vực tiên linh làm cánh cửa này là để ngăn cản người ngoài đi vào, mà người bên ngoài được bọn họ cho rằng là người cấp thấp. Hắn thật sự chưa từng thấy chủng tộc nào kiêu ngạo như thế. Lúc này cô gái lại nói, ngươi tới đây. Diệp Quân nhìn về phía cô gái, sau đó đi tới trước mặt cô ta, cô gái mở lòng bàn tay, một bình pha lê xuất hiện trong tay cô ta, bên trong có một chất lỏng màu vàng. Cô gái bình tĩnh nói, đây là nước thánh, có thể nâng cao huyết mạch, đúng là có lợi cho ngươi rồi. Dứt lời cô ta rót một giọt ra đưa cho Diệp Quân, uống đi. Diệp Quân nhìn thoáng qua giọt nước thánh kia, hắn cũng không nghĩ nhiều mà lập tức uống vào. Lúc này, cô gái chợt trầm giọng nói, lúc đầu có lẽ ngươi sẽ thấy không quen, vì huyết mạch của ngươi khá thấp, khó mà chịu được năng lượng của nước thánh này, cho nên lát nữa ngươi sẽ có cảm giác cơ thể như sắp nổ tung. Nói đến đây, cô gái chợt nhíu mày, vì cô ta phát hiện sau khi uống giọt nước thánh vào, thiếu niên trước mắt lại không có chút phản ứng nào cả. Cô gái tỏ vẻ nghi ngờ, ngươi. Diệp Quân bình tĩnh hỏi, sao vậy? Cô gái cất giọng nặng nề, người có cảm thấy máu trong người đang cuồn cuộn sôi trào không? Diệp Quân lắc đầu. Ba loại huyết mạch không có động tĩnh gì cả. Cô gái nhíu mày, lại lấy ra một giọt nước thánh đưa cho Diệp Quân, thử lại lần nữa xem. Diệp Quân cũng không nói nhiều mà lập tức uống vào. Cô gái cứ thế nhìn chằm chằm Diệp Quân, nhưng Diệp Quân vẫn không có chút phản ứng nào. Lần này, cô gái chợt sửng sốt, cô ta nhìn cái bình trong tay mình, khẽ nói, chẳng lẽ hết hạn rồi sao? Dứt lời, cô ta cầm bình lên ngửi thử, sau đó, cô ta phát hiện nước thánh này không có vấn đề gì cả. Nước thánh không có vấn đề, nghĩa là người có vấn đề. Cô gái ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, huyết mạch của người quá hạ đẳng, ngay cả nước thánh cũng không thể phát huy tác dụng. Diệp Quân hoàn toàn cạn lời. Nhưng hắn cũng không giải thích mà đi thẳng về phía Tịnh Hóa Môn. Thấy thế, cô gái vội nói, huyết mạch quá thấp sẽ bị cửa Tịnh Hóa đấy, ngươi. Mà lúc này, Diệp Quân đã đi vào trong Tịnh Hóa Môn. Tịnh Hóa Môn kia không có chút phản ứng nào cả. Thấy cảnh này, cô gái sững sờ đứng im tại chỗ. Lúc này, Thanh Đại ở bên cạnh không nhìn được nói, có khi nào không phải huyết mạch của hắn quá thấp mà là quá cao cấp. Cho nên nước thánh của cô mới không có tác dụng không? Sau đó, cô ta đi về phía Tịnh Hóa Môn. Cô gái kia vẫn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ. Sau khi đi vào Tịnh Hóa Môn, Diệp Quân đến một tinh không rộng lớn. Thanh Đại đi sát theo sau hắn. Diệp Quân nhìn về phía xa, cuối tầm mắt có thể thấy thấp thoáng một tòa thành khổng lồ lơ lửng trên không trung, có thể nhìn thấy một vài ngôi sao thu nhỏ vờn quanh trên tòa thành đó. Lúc này, cô gái kia đi tới, cô ta nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó nói, huyết mạch của ngươi là gì? Diệp Quân bình tĩnh đáp, huyết mạch cấp thấp, không đáng nhắc tới. Cô gái lập tức nhíu mày. Diệp Quân chợt nói, cô nương, cô biết Tiên Linh Thánh Điện không? Cô gái bình tĩnh hỏi, ngươi đoán xem. Diệp Quân cười khẽ, ta muốn hỏi cô một người gọi là lão mù. Cô gái lập tức nổi giận, láo xược. Diệp Quân sửng sốt. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân với vẻ hung ác, người ngoài như ngươi lại dám sỉ nhục chí sư ư. Diệp Quân cau mày, chí sư. Cô gái vốn muốn nổi giận, nhưng suy đi nghĩ lại thì nói, sao ngươi lại biết đến chí sư? Diệp Quân khẽ cười, một tỷ tỷ của ta bảo ta đến tìm ông ta, cô nương có thể dẫn ta đi gặp ông ta không?
Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân thầm cảm thán. Hắn phát hiện đến nơi này muốn nói chuyện hữu nghị với người ở đây là một chuyện rất khó khăn. Bây giờ hắn thấy hơi thông cảm với thần nhất năm đó rồi. Năm đó thần nhất đến nơi này để theo đuổi thánh nữ của bọn họ, có thể tưởng tượng ông ấy được đối xử thế nào. Nghĩ đến đây, Diệp Quân không khỏi lắc đầu cười khẽ. Lúc này, Thanh Đại chợt nói, cô nương, chúng ta có thể đi gặp chí sư này trước không? Cô gái nhìn thoáng qua Thanh Đại, sau đó nói, sao cô lại mất trí nhớ? Thanh Đại lắc đầu, không biết. Sỉ nhục người khác. Cô gái trầm giọng nói, cô là người của tộc tiên linh chúng ta, đương nhiên là ta muốn giúp đỡ cô, nhưng mà... Nói đến đây, cô ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, chắc chắn chí sư sẽ không gặp một người ngoài. Diệp Quân nghiêm túc nói, cô nương, phiền cô thông báo giúp chúng ta, nói là ta được nhược mệnh bảo đến đây, nếu như thế mà vị chí sư này vẫn không gặp thì ta sẽ rời đi, được chứ? Cô gái im lặng. Rõ ràng là cô ta không muốn giúp. Diệp Quân cũng hơi bất đắc dĩ, hắn cũng không thể ép đối phương được đúng không? Hắn biết tuy cô gái này rất ghét người ngoài, nhưng người khác của tộc tiên linh có lẽ càng căm ghét hơn, vì thế hắn lại nói cô nương có thể giúp ta được không? Thanh Đại cũng khẽ cười nói, cô nương, giúp đỡ đi mà. Cô gái nhìn thoáng qua Diệp Quân và Thanh Đại, sau đó nói, ta đi hỏi thử giúp các ngươi, nhưng ta không đảm bảo chí sư sẽ gặp các ngươi đâu. Diệp Quân lập tức cười nói, cảm ơn. Hắn phát hiện cô gái này thích người khác nói chuyện nhỏ nhẹ với mình hơn. Cô gái không nói gì nữa, cô ta dẫn Diệp Quân và Thanh Đại đi về phía xa. Chẳng mấy chốc, ba người đã tới dưới tòa thành treo lơ lửng, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn tòa thành trước mắt, không khỏi thấy ngạc nhiên. Vì những ngôi sao lơ lửng bên trên tòa thành này đều là thật, nhưng không biết vì sao mà chúng đều trở nên nhỏ như thế. Những ngôi sao này lượn quanh tòa thành, Diệp Quân phát hiện dường như tòa thành này có thể lơ lửng cũng là vì ngôi sao. Diệp Quân quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, cô gái không có ý muốn giải thích, cô ta bình tĩnh nói, người đợi ở đây. Dứt lời, cô ta nhìn Thanh Đại bên cạnh, cô có muốn đi cùng không? Thanh Đại cười khẽ, ta ở lại đây đợi cùng Diệp công tử. Cô gái gật đầu, cũng không nói gì thêm mà lập tức đi vào trong thành. Diệp Quân chợt cười nói, lúc trước Nhược tỷ nói Thanh Đại cô nương trước đây không phải như thế này, ta đang nghĩ. Thanh Đại cười khẽ, có phải ngươi đang nghĩ lúc trước ta cũng kiêu ngạo giống cô nương này không? Diệp Quân chớp mắt không nói. Thanh Đại khẽ nói, có thể là thế thật. Dứt lời, cô ta chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp công tử có cảm thấy rất buồn cười không? Diệp Quân hơi khó hiểu, sao lại nói thế? Thanh Đại cười khẽ, vì ta cảm thấy không có bất cứ thế lực nào có thể kiêu ngạo trước Diệp công tử, cho dù là khu vực tiên linh, đúng không? Diệp Quân khẽ cười, ta không quan tâm những điều này. Thanh Đại hơi sửng sốt, sau đó hiểu ra. Vì sao không quan tâm? Người có thể giả nghèo, nhưng không thể nghèo thật. Lúc này, Diệp Quân chợt nói, nhưng khu vực thiên linh này thật sự có thứ để kiêu ngạo. Đến nơi này, hắn phát hiện cao thủ cảnh giới thần đạo ở đây, đông tựa như kiến. Cả cô gái khi nãy cũng là cao thủ cảnh giới thần đạo, hơn nữa cảnh giới còn không thấp, đã đạt đến hai phần thần tính rồi. Tuy chỉ là hai phần thần tính, nhưng dù là năm phần thần tính ở bên ngoài cũng chưa chắc thắng được cô ta. Cảnh giới thần đạo ở nơi này chất lượng hơn bên ngoài rất nhiều. Có thể nói nhà họ thần, chấn tộc và khu vực cổ hoang hoàn toàn không bằng được nơi này, hơn nữa bây giờ chắc chắn hắn chỉ mới nhìn thấy một góc tảng băng chìm của khu vực tiên linh này thôi. Mà năm đó thần nhất có thể cưới được thánh nữ của nơi này, có thể nói là rất lợi hại. Thanh Đại chợt nói, Diệp công tử, thật ra ta cũng không thích nơi này cho lắm. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Thanh Đại, Thanh Đại khẽ nói, ta rất thích gốc cổ thụ lúc đi vào, và cái xích đu kia nữa, nhưng sau khi đi vào, ta phát hiện ta rất không thích nơi này. Diệp Quân khẽ nói, xem ra có lẽ trước đây cô và người trong tộc của cô cũng đã xảy ra một vài chuyện không vui. Thanh Đại khẽ gật đầu, cho dù thế nào ta cũng phải lấy lại ký ức của mình, không thể sống tiếp một cách mơ hồ như thế được. Diệp Quân khẽ cười, nhưng trực giác nói với ta, sở dĩ cô phong ấn ký ức của mình là vì không muốn nhớ tới một vài chuyện nào đó. Thanh Đại im lặng. Diệp Quân lại nói, nhưng đã biết bao nhiêu năm qua,
dù chuyện có không vui đến mấy, có lẽ cũng có thể buông xuống rồi. Thanh Đại gật đầu, hy vọng là thế. Lúc này, cô gái trước đó đột nhiên đi ra ngoài, cô ta nhìn thoáng qua Thanh Đại và Diệp Quân, sau đó nói, chí sư bảo hai người đi vào, hai người tự đi vào đi. Diệp Quân lập tức nói, cảm ơn. Nói xong, hắn vội vàng lấy ra 100 tổ nguyên đưa cho cô gái. Cô gái nhìn thoáng qua 100 tổ nguyên, nhưng không nhận lấy. Diệp Quân hơi nghi ngờ, chẳng lẽ là chê ít, vì thế, Diệp Quân lại lấy ra 100 tổ nguyên đưa cho cô gái. Tổng cộng 200 tổ nguyên. Diệp Quân nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân hơi ngượng ngùng, chẳng lẽ hành động này của mình hơi sỉ nhục người khác. Lúc này, cô gái im lặng nhận lấy 200 tổ nguyên, sau đó nói, ta tên Thanh An, ta dẫn người đi vào vậy. Đừng đi đường to. Nếu đi đường to khiến những người kiêu ngạo kia nhìn thấy ngươi, bọn họ sẽ gây chuyện với ngươi, chúng ta đi từ hướng này. Thanh Đại. Diệp Quân im lặng. Sao cô không nói sớm là cô cần tiền đi? Nếu cô nói từ đầu, mọi người cần gì phải khó chịu với nhau như thế? Từ sau khi nhận 200 tổ nguyên kia, thái độ của cô gái tên Thanh An kia với Diệp Quân lập tức dễ chịu hơn rất nhiều, dẫn Diệp Quân và Thanh Đại đi vào trong. Trong quá trình đó có người nhìn thấy Diệp Quân muốn gây chuyện nhưng đều được Thanh An giải quyết. Thanh An nhanh chóng dẫn Diệp Quân và Thanh Đại tới trước một tòa đại điện, cô ta quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, chính là nơi này. Diệp Quân cười khẽ, lấy ra thêm 100 tổ nguyên đưa cho cô ta, cảm ơn Thanh An cô nương. Với tài sản của anh lúc này, chỉ 100 tổ nguyên thật sự không tính là gì, chỉ như con bò rụng lông thôi. Thanh An cũng không từ chối. Cô ta im lặng nhận lấy tổ nguyên, sau đó lấy một lá bùa ra đưa cho Diệp Quân, đây là cách liên lạc với ta, người có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Diệp Quân. Diệp Quân nhìn cách liên lạc trong tay, hắn không nhịn được lắc đầu cười khẽ. Có tiền làm gì cũng được. Diệp Quân cất đi, sau đó cười nói, được. Thanh An gật đầu, cô ta nhìn thoáng qua Diệp Quân rồi xoay người rời đi. Diệp Quân xoay người nhìn về phía Thanh Đại, chúng ta đi vào thôi. Dứt lời, hai người đi vào trong điện. Vừa đi vào Diệp Quân đã cảm nhận được một ánh mắt, hắn nhìn qua theo ánh mắt kia, trước mặt hắn không xa có một ông lão mặc trường bào màu đen rộng thùng thình, tay cầm một cây quạt, trông rất giống một nho sĩ. Lúc này ông lão đang nhìn chằm chằm Thanh Đại. Hai bên đều không nói gì. Một lúc lâu sau đó, trong mắt ông lão lộ vẻ phức tạp, ngươi về rồi sao? Thanh Đại nói thẳng, có thể hồi phục trí nhớ cho ta không? Nhưng ông lão lại im lặng. Thanh Đại cau mày. Ông lão chợt nói, ngươi tự phong ấn ký ức của mình có lẽ là muốn phong ấn một số chuyện không hay, cho nên, ngươi, chắc chắn muốn khôi phục nó sao? Thanh Đại gật đầu, phải. Nhưng ông lão lại lắc đầu, ta cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ. Thanh Đại im lặng, cũng không từ chối. Ông lão lại nhìn sang Diệp Quân bên cạnh. Ông ta quan sát Diệp Quân, sau đó nói, người có quan hệ với thần nhất. Diệp Quân lập tức sửng sốt. Ông lão cười khẽ, ngươi là người thừa kế của hắn ta. Diệp Quân hơi kinh ngạc, sao tiền bối lại biết. Ông lão cười khẽ, trên người ngươi có thần đồ của thần nhất. Diệp Quân thầm thấy ngạc nhiên, thần đồ đang ở trong tiểu tháp của hắn, mà tiểu tháp có chức năng che giấu, nhưng đối phương vẫn có thể cảm nhận được. Xem ra tháp gia cần phải nâng cấp rồi. Ông lão lại nói, nhược mệnh vẫn ổn chứ. Diệp Quân do dự một lát rồi nói, nhược tỷ không được ổn lắm. Ông lão nhìn Diệp Quân, nhược tỷ. Diệp Quân gật đầu, tỷ ấy đã nhận ta làm đệ đệ rồi. Nghe thấy thế, ánh mắt ông lão trở nên dịu dàng hơn một chút. Diệp Quân cũng phát hiện ra điều này, vì thế hắn hỏi tiền bối và nhược tỷ. Ông lão cười khẽ, ta là phụ thân của con bé. Diệp Quân sửng sốt. Thanh Đại cũng kinh ngạc. Diệp Quân tỏ vẻ ngạc nhiên, phụ thân, nhược tỷ cũng là người của tộc tiên linh sao? Ông lão khẽ gật đầu, phải, con bé có một nửa huyết thống của tộc tiên linh. Diệp Quân hơi nghi ngờ, một nửa. Ông lão gật đầu, mẹ của con bé là loài người. Diệp Quân im lặng. Nói thật thì hắn cảm thấy rất bất ngờ. Vì không ngờ rằng nhược tỷ cũng là người của tộc tiên linh. Ông lão chợt nói, lúc đầu, ta còn cho rằng ngươi là. Nói đến đây, ông ta chợt dừng lại. Nhìn thấy nét mặt của ông lão,
Ích Diệp Quân lập tức hiểu ra, hắn cảm thấy hơi dở khóc dở cười, ta thật sự chỉ là đệ tỷ ấy nhận, vì sao tiền bối lại nghĩ thế? Ông lão cười khẽ, vì con bé luôn rất hận ta, dù con bé bị nhốt ở đó, con bé vẫn chưa từng nói với ta, nhưng con bé lại vì ngươi mà bảo ngươi đến tìm ta. Diệp Quân im lặng, tâm trạng của hắn hơi phức tạp. Ông lão lại nói, có thể nhìn ra con bé rất quan tâm ngươi, nếu không cũng sẽ không bảo ngươi đến tìm ta. Diệp Quân nói, tiền bối, vì sao ông phải nhốt tỷ ấy ở đó? Ông lão lắc đầu, không phải ta mà là tiên linh pháp. Diệp Quân nhíu mày, tiên linh pháp. Ông lão gật đầu, người của tộc tiên linh không thể kết hôn với người ngoài, nếu ai dám vi phạm sẽ bị xử phạt nặng, vì ta khá thân thiết với tư pháp linh quân, nên con bé được giữ mạng. Diệp Quân chợt hỏi, mẫu thân của tỷ ấy chết rồi sao? Sắc mặt ông lão lập tức hơi khó coi. Diệp Quân thì nhìn chằm chằm ông lão đợi câu trả lời. Một lúc lâu sau đó, ông lão thở dài một hơi không đáp. Diệp Quân càng nhíu mày chặt hơn. Thiện cảm với ông lão trước mắt thoáng chốc mất sạch. Ông lão nhỏ giọng nói, ta biết con bé hận ta, hận năm đó ta không bảo vệ mẹ của con bé, cũng không thể bảo vệ con bé. Diệp Quân nói, cho nên thứ nhốt nhược tỷ bây giờ là tiên linh pháp chứ không phải thứ gì khác. Ông lão gật đầu. Diệp Quân im lặng. Chẳng trách nhược tỷ không cho hắn giúp đỡ. Nếu hắn giúp đỡ, rõ ràng sẽ đắc tội với khu vực tiên linh, cô ấy sợ mang đến phiền phức lớn cho hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Quân không khỏi thở dãi, nhưng nghĩ đến điều gì, hắn chợt nhíu mày, ông nói tộc tiên linh không thể kết hôn với người bên ngoài, vậy thần nhất thì sao? Hơn nữa ông ấy còn cưới thánh nữ của các ông mà. Lúc trước nói chuyện với Nhược Mệnh, hắn biết địa vị của thánh nữ này ở tộc tiên linh là rất cao. Ông lão bình tĩnh nói, vì thần nhất có thực lực mạnh mẽ, hắn ta đã đánh bại tất cả cao thủ trong tộc chúng ta, nên tộc ta đã ngoại lệ với hắn ta. Diệp Quân chợt bật cười. Vì hắn đã đoán đúng rồi. Ông lão nói, ta biết cậu cảm thấy ta vô dụng. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu, tiền bối nghĩ nhiều quá rồi, mọi hành động của ông đều không liên quan gì đến ta. Ta cũng không có tư cách phán xét ông, dẫu sao ta cũng không rõ đầu đuôi chuyện năm đó mà. Không rõ đầu đuôi, không thể phán xét. Nhưng hắn đã thầm quyết định phải nghĩ cách cứu nhược tỷ ra ngoài. Đương nhiên không thể làm bừa được, lần này muốn dùng mưu kế. Hắn không muốn đi tới đâu giết tới đó. Nghe thấy lời của Diệp Quân, trong mắt ông lão lóe lên vẻ ngạc nhiên, lúc này ông ta có một đánh giá mới với thiếu niên trước mắt. Không hổ là người thần nhất đã chọn. Diệp Quân chợt hỏi, tiền bối, nhược tỷ bảo ta đến tìm ông có lẽ là muốn nhờ ông bảo vệ ta đúng không? Ông lão gật đầu. Diệp Quân cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn Thanh Đại bên cạnh, vậy chúng ta suy nghĩ trước đã, xem có cần khôi phục trí nhớ không, cô thấy sao? Thanh Đại gật đầu, được. Diệp Quân gật đầu, sau đó dẫn Thanh Đại đi ra ngoài. Lúc này, ông lão chợt nói, đừng chạy linh tinh, tránh dẫn tới phiền phức không cần thiết. Diệp Quân không trả lời, hắn đi theo Thanh Đại rời khỏi tiên linh thần điện. Ông lão nhìn Diệp Quân rời đi với vẻ đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân và Thanh Đại rời khỏi khu vực tiên linh, hai người đi tới trước gốc cổ thụ chỗ lối vào một lần nữa. Diệp Quân ngồi trước cổ thụ, hắn nâng mắt nhìn lên, nhìn thấy bầu trời đầy sao cực kỳ xinh đẹp. Còn Thanh Đại thì đi tới trước xích đu, cô ta ngồi lên trên rồi nhẹ nhàng đung đưa. Một lúc lâu sau đó, Thanh Đại khẽ nói, thật ra ta có thể cảm nhận được nếu khôi phục ký ức, ta sẽ hối hận. Diệp Quân nhìn về phía Thanh Đại, sẽ hối hận. Thanh Đại gật đầu. Diệp Quân nói, nhưng cô vẫn muốn khôi phục ký ức, đúng không? Thanh Đại quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cười khẽ nói, đúng thế. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Không một ai muốn sống hồ đồ cả đời hết. Thanh Đại cười nói, đúng là như thế, dù quá khứ rất đau khổ, nhưng ta vẫn muốn hiểu nó, không muốn cứ mơ hồ thế này sống cả đời. Diệp Quân khẽ cười, vậy bây giờ chúng ta đi tìm ông ấy nhé. Nhưng Thanh Đại lại lắc đầu, cứ đợi đã. Diệp Quân hỏi, vì sao? Thanh Đại chợt nói, sau khi ta khôi phục ký ức, chúng ta vẫn là bạn chứ? Diệp Quân nói, việc này phải xem ở cô. Thanh Đại im lặng, cô ta cúi thấp đầu. Diệp Quân cười nói, cô sợ cô sẽ trở thành một người khác à?
Thanh Đại nhỏ giọng nói, chắc chắn ta sẽ thay đổi, đến lúc đó nếu ta trở thành một người khác, nếu ta nói ra lời khiến ngươi tổn thương, ngươi tuyệt đối đừng để trong lòng. Diệp Quân im lặng. Thanh Đại nhìn về phía Diệp Quân, đợi hắn trả lời. Diệp Quân nghiêm túc nói, nếu lời cô nói cực kỳ tổn thương người khác thì sao? Thanh Đại chớp mắt, thì ngươi nhịn một chút là được mà. Diệp Quân cười to, không được, ta không nhịn được. Thanh Đại cũng cười khẽ, dường như nghĩ đến điều gì, cô ta chợt lấy một miếng ngọc bội ra, sau đó đưa cho Diệp Quân, cho ngươi này. Diệp Quân hơi tò mò, đây là gì? Thanh Đại cười khẽ, ta cũng không biết, nhưng ta vẫn luôn mang nó theo bên cạnh, chắc hẳn là một thứ rất quan trọng của ta. Diệp Quân im lặng. Thanh Đại lại nói, cho dù thế nào cũng rất cảm ơn ngươi đã dẫn ta đến đây, ta không thể kiểm soát được bản thân sau khi khôi phục trí nhớ, nhưng ta hy vọng ta sẽ nhớ ơn tình này của ngươi, nếu ta của tương lai không thể nhớ được, thì ta xin nói xin lỗi trước, ngươi tuyệt đối đừng tức giận. Diệp Quân im lặng một lúc lâu mới nhận lấy ngọc bội, được. Thấy Diệp Quân nhận lấy ngọc bội, Thanh Đại nở nụ cười. Còn Diệp Quân thì hơi lo lắng. Vì hắn cảm thấy Thanh Đại này đã cảm nhận được điều gì đó. Nhưng cũng đành chịu thôi. Rất nhiều lúc, dù biết con đường phía trước không phải một con đường dễ đi, nhưng vẫn phải đi tiếp. Hai người đứng dưới cổ thụ nói chuyện với nhau rất lâu, chuyện gì cũng nói. Diệp công tử, ngươi nói ngươi được nuôi thả sao? Hơn nữa người nhà các ngươi đều được nuôi thả à? Hửm, đây là truyền thống của nhà họ Dương các ngươi ư? Có thể xem là vậy đi. Cô kia của ngươi rất nguy hiểm. Cô váy trắng à. Cô rất dễ chịu. Ngươi nói xem bà ấy có thể tiêu diệt khu vực tiên linh bằng một kiếm không? Ồ, ta cũng không rõ việc này lắm, nhưng nếu có cơ hội thì có thể bảo cô thử xem. Ngày hôm sau, Diệp Quân và Thanh Đại đến bảo điện tiên linh một lần nữa. Chí sư nhìn Thanh Đại trước mắt, ngươi chắc chứ? Thanh Đại gật đầu. Chí sư gật đầu rồi mở lòng bàn tay, một phù ấn chậm rãi bay ra, thuật pháp mà ngươi tự phong ấn trước đây tên là vong ưu pháp, bây giờ ta giúp ngươi giải trừ nó, ngươi đừng phản kháng. Thanh Đại gật đầu, được. Dưới sự điều khiển của chí sư, phù ấn kia chậm rãi bay đến đầu Thanh Đại, sau đó những sức mạnh bí ẩn chút xuống từ trong phù ấn kia. Chẳng mấy chốc, Thanh Đại chậm rãi nhắm mắt lại, không biết đã bao lâu trôi qua, phù ấn kia từ từ biến mất. Diệp Quân nhìn chằm chằm Thanh Đại, thấy đối phương không có động tĩnh, hắn không khỏi quay đầu nhìn chí sư bên cạnh, chí sư cười khẽ, sắp rồi. Đúng như dự đoán, lúc này, Thanh Đại từ từ mở mắt ra. Diệp Quân vội nói, Thanh Đại, cô thấy sao? Lúc này, Thanh Đại chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cô ta không nói nhảm một câu, đột nhiên giơ tay túm lấy cổ họng của Diệp Quân, ánh mắt lạnh lùng tựa như dao, người có tư cách gọi Thanh Đại à? Diệp Quân tỏ vẻ ngạc nhiên. Mẹ kiếp, trái ngược lớn đến thế à? Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý Thanh Đại sẽ trở mặt không quen biết, nhưng vẫn hơi đánh giá thấp tính cách ban đầu của cô ta. Cái quái gì vậy, nóng nảy vậy sao? Thanh Đại nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong mắt vẫn còn chứa đựng sát khí, nhưng lúc này, cô ta nhìn thấy ngọc bội trước ngực Diệp Quân, khi thấy ngọc bội này, cô ta nhất thời cau mày. Lúc này, chí sư ở bên cạnh cũng vội vàng nói, Diệp công tử này đã dẫn ngươi đến đây, ngươi. Thanh Đại xoay người đánh một chưởng. Oanh! Chí sư lập tức bị đánh bay. Thanh Đại lạnh lùng nhìn chí sư, ta có hỏi ông à? Ông lắm chuyện làm cái gì? Chí sư! Thanh Đại quay đầu nhìn Diệp Quân, hai người cứ đối mặt như thế, kiếm thanh huyên trong cơ thể của Diệp Quân đã chờ đợi hành động, nếu Thanh Đại này thật sự muốn giết hắn. Đương nhiên là hắn sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho đối phương giết mình. Bầu không khí xung quanh nhất thời trở nên căng thẳng. Một lúc lâu sau đó, Thanh Đại buông Diệp Quân ra, xoay người đi ra ngoài. Nhưng lúc đi tới cửa, cô ta đột nhiên dừng lại, sau đó nói, rời khỏi khu vực tiên linh. Dứt lời, cô ta biến mất ở phía xa mà không quay đầu lại. Diệp Quân ở trong điện hơi nhíu mày, Thanh Đại này thay đổi quá khủng khiếp. Hoàn toàn giống như hai người, không chỉ có thế mà còn rất nóng tính nữa. Hoàn toàn có thể so sánh với Thanh Thanh cô. Lúc này, chí sư chậm rãi đi vào, khóe miệng ông ta còn vương máu tươi.
Diệp Quân nhìn về phía Chí Sư, trước đây cô ấy cũng nóng nảy như thế à? Chí Sư gật đầu. Diệp Quân nhất thời hơi bất mãn, sao ông không nhắc nhở ta trước? Chí Sư hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không biết? Diệp Quân cạn lời, làm sao ta biết được? Chí Sư nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó nói, không ngờ cô ta lại không giết ngươi. Diệp Quân hơi thắc mắc, ông nói thế là sao? Chí Sư trầm giọng nói, cô ta rất ghét người bên ngoài, đặc biệt là thần nhất. Diệp Quân tỏ vẻ nghi ngờ, tại sao? Chí Sư trầm giọng nói, sao ngươi không biết gì cả vậy? Thần nhất không nói gì với ngươi à? Diệp Quân cạn lời, sao thần nhất lại nói mấy chuyện linh tinh này với hắn được? Chí Sư chần chừ một lúc rồi nói, Thanh Đại thích tỷ tỷ của cô ta. Diệp Quân hơi nghi ngờ, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường à? Chí Sư nhìn Diệp Quân, sao thằng nhóc nhà ngươi lại ngây thơ thế? Lúc này, Diệp Quân lấy lại tinh thần, mẹ kiếp, ý ông là thích kiểu kia á? Chí Sư gật đầu. Diệp Quân cảm thấy cả người tê dại. Không ngờ Thanh Đại lại, thích con gái. Chí Sư trầm giọng nói, năm đó tỷ tỷ cô ta thành thân với thần nhất, chuyện này mang đến đả kích vô cùng lớn với cô ta. Diệp Quân hơi đau đầu, chuyện quái quỷ gì thế này? Chí Sư lại nói, ta cho rằng ngươi đều biết. Diệp Quân xua tay, tiền bối, đừng nói những chuyện linh tinh này nữa. Ta có cách gì cứu nhược tỷ không? Chính là cách không hợp pháp ấy. Chí Sư im lặng nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nói, ta đang nghiêm túc. Chí Sư trầm giọng nói, có hai cách, cách thứ nhất là mạnh đến mức khiến tộc nhân phá lệ giống thần nhất. Diệp Quân gật đầu, nói cách thứ hai đi. Bây giờ hắn vẫn chưa muốn đánh nhau với tộc tiên linh. Chí Sư nhìn Diệp Quân, sau đó nói, cách thứ hai là lấy được tiên linh lệnh. Diệp Quân cau mày, tiên linh lệnh. Chí Sư gật đầu, đúng thế, tiên linh lệnh này do tộc tiên linh chúng ta tạo ra để thưởng cho tộc nhân, có nó sẽ có thể nói ra một yêu cầu với tộc tiên lệnh. Diệp Quân trầm giọng nói, tiên linh lệnh có thể khiến tộc tiên linh thay đổi tiên linh pháp không? Chí Sư lắc đầu, không thể. Diệp Quân nhất thời xa sầm mặt. Chí Sư lại nói, dù không thể thay đổi tiên linh pháp, nhưng lại có thể cứu nhược mệnh, chỉ cần ngươi cầm tiên linh lệnh nói ra yêu cầu này, kết hợp với mạng lưới quan hệ của ta. Có lẽ muốn tộc ta thả nhược mệnh ra là không thành vấn đề, dẫu sao đối với tộc tiên linh, nhược mệnh cũng chỉ là một người ngoài không quan trọng mà thôi. Diệp Quân nhìn về phía Chí Sư, thật ra dù không có tiên linh lệnh, ông vẫn có thể dựa vào quan hệ của mình để cứu nhược tỷ đúng không? Hắn có thể cảm nhận được địa vị của ông lão trước mắt ở tộc tiên linh là không hề thấp. Chí Sư gật đầu, ta có thể cứu con bé, nhưng con bé hoàn toàn không cho ta cứu. Diệp Quân im lặng. Đúng thế, dù không tiếp xúc nhiều với nhược mệnh, nhưng hắn biết tính cách của nhược tỷ này rất bướng bỉnh. Chí Sư nhìn Diệp Quân, nếu là ngươi, chắc chắn con bé sẽ không từ chối. Cho nên người đi lấy tiên linh lệnh, ta sử dụng nó, như thế chúng ta sẽ có thể để con bé thoát khỏi đó. Diệp Quân gật đầu, phải làm thế nào mới lấy được tiên linh lệnh? Chí Sư đáp, có hai cách, một là người có cống hiến nhất định với tộc tiên linh, thứ hai là đứng đầu trong tộc tiên linh. Cứ 10 năm tộc tiên linh chúng ta sẽ có một lần thi đấu nội bộ, người đứng đầu không chỉ có thể lấy được một tổ mạch còn có thể có được tiên linh lệnh. Diệp Quân trầm giọng nói, ta không phải người của tộc tiên linh. Chí Sư nói, cậu cũng có thể trở thành người của tộc tiên linh. Diệp Quân cau mày, có nghĩa là sao? Chí Sư mỉm cười nói, chỉ cần ngươi để lộ thân phận truyền nhân thần nhất của mình, tộc tiên linh chắc chắn sẽ đồng ý cho ngươi tham gia. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Chí Sư cười nói, vì năm đó thần nhất từng đến tộc tiên linh chúng ta tham gia cuộc thi nội bộ. Mà lần đó hắn ta đã giành được hạng nhất, đánh bại tất cả thiên tài thế hệ trẻ của tộc tiên linh chúng ta lúc đó. Diệp Quân trầm giọng nói, ý của tiền bối là đây là một sự sỉ nhục với tộc tiên linh, mà rõ ràng các người không thể tìm thần nhất rửa nhục. Nhưng nếu ta tham gia cuộc thi này thì chẳng khác nào ta đại diện cho thần nhất, nói cách khác là cho các người cơ hội rửa nhục. Chí Sư gật đầu, đúng thế, cho nên chỉ cần cậu để lộ thân phận người thừa kế thần nhất của mình. Thì tộc ta chắc chắn sẽ cho cậu tham gia cuộc thi nội bộ, nhưng cậu cũng phải hiểu, cậu cũng sẽ trở nên khá nguy hiểm trước tộc tiên linh. Diệp Quân khẽ nói, xem ra dù trước đây các ông để thánh nữ gả cho thần nhất, nhưng các ông vẫn rất căm thù ông ấy, không xem ông ấy là người nhà,
đúng không? Chí sư im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, phải. Diệp Quân nói, thần nhất xuất sắc hơn tất cả cao thủ của tộc tiên linh lúc đó đúng không? Chí sư gật đầu, phải. Diệp Quân hơi khó hiểu, vậy sao các ông còn làm thế với người nhà, vì sao chứ? Chí sư khẽ đáp, không phục, ghen tị, đều có cả. Diệp Quân ngây người, sau đó lắc đầu cười khẽ, ta biết rồi, từ trước đến giờ, tộc tiên linh đều luôn đứng đầu, nhưng một ngày nào đó người khác lại giành lấy vị trí đó, vì thế các ông bắt đầu thấy không vui, không muốn nhìn thấy người khác xuất sắc hơn mình, chẳng lẽ các ông không biết suy nghĩ này rất nguy hiểm sao? Chí sư lắc đầu, với chúng ta, dù thế nào thì hắn vẫn chỉ là một người ngoài, dù thánh nữ gả cho hắn ta thì cũng là gả đi rồi. Nói đến đây, bản thân ông ta cũng cảm thấy buồn cười, sau đó không nhịn được lắc đầu một lần nữa, có một vài vấn đề, có thể hiểu, nhưng chưa chắc có thể giải quyết. Ông ta là chí sư của tộc tiên linh, đương nhiên biết là suy nghĩ này không tốt, nhưng cũng đành chịu thôi, dù là ông ta cũng không thể thay đổi suy nghĩ kiêu căng ngạo mạn của tộc tiên linh được. Vì sau khi giải quyết sở cung năm đó, tộc tiên linh đã vô địch rất lâu rồi. Không có đối thủ. Ai có tư cách khiến tộc tiên linh cúi đầu chứ? Còn Diệp Quân thì lắc đầu, hắn biết trước đây thần nhất đã dung túng cho tộc tiên linh này quá rồi. Nếu là hắn, hắn đã đánh cho tộc tiên linh này phải quỳ xuống từ lâu. Có nhiều lúc chính là như thế, người càng nể mặt người khác sẽ càng được voi đòi tiên. Mà thần nhất tính cách hiền lành, không thích quá tuyệt tình, việc này cũng khiến tộc tiên linh hơi lên mặt. Đương nhiên thật ra Diệp Quân cũng có thể hiểu, dù sao thần nhất rất thích thanh mặt kia, đương nhiên ông ấy không thể quá tuyệt tình với tộc tiên linh này được. Lúc này, chí sư lại nói, tiểu hữu, nên quyết định của ngươi là. Diệp Quân nhìn về phía chí sư, vậy thì ta sẽ để lộ thân phận. Chí sư gật đầu, ta sẽ sắp xếp. Diệp Quân cười nói, được. Chí sư nhìn chằm chằm Diệp Quân, tiểu hữu, ta muốn nói rõ với ngươi, thế hệ trẻ tộc tiên linh chúng ta hiện tại có thể nói là mạnh nhất từ trước đến giờ, còn mạnh hơn cả thần nhất năm đó, cho nên, thực lực của ngươi. Ông ta biết thiếu niên trước mắt không đơn giản, nhưng ông ta vẫn hơi lo lắng, vì cảnh giới của Diệp Quân thật sự quá thấp. Diệp Quân bình tĩnh nói, hiện tại người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ của tộc tiên linh có cảnh giới gì? Chí sư trầm giọng nói, cảnh giới tám phần thần tính đỉnh cao. Diệp Quân nheo mắt, hắn im lặng một lúc rồi nói, tiên linh lệnh này có bán không? Ta có tiền, rất nhiều tiền. Nét mặt chí sư trở nên cứng đờ. Diệp Quân lại nói, ta nghiêm túc đấy. Chí sư lắc đầu, không bán. Diệp Quân hơi cạn lời, cũng thấy nghi ngờ, thật sự là tám phần thần tính ư. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Diệp Quân hơi đau đầu. Hắn đánh giá hơi thấp thiên tài và yêu nghiệt của tộc tiên linh này rồi. Chí sư do dự một lúc rồi nói, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, không sao, cứ tiết lộ đi. Chí sư trầm giọng nói, Diệp công tử, đây không phải là trò đùa, vì nếu cậu thua, không chỉ có thể bị sỉ nhục còn có thể bị giết chết. Năm đó tộc tiên linh ta thua thần nhất, đến tận bây giờ tộc tiên linh vẫn không thể quên được, vì thế một khi có cơ hội rửa nhục, chắc chắn bọn họ sẽ điên cuồng. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Chí sư nhìn chằm chằm Diệp Quân, thế nên cậu vẫn muốn tiết lộ à? Diệp Quân gật đầu, vì nhược tỷ, ta vẫn quyết định thử xem sao. Chí sư gật đầu, ta sẽ sắp xếp. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Rõ ràng ông ta cũng rất kích động. Cũng không biết vì có thể cứu con gái hay vì có thể rửa nhục nữa. Chí sư đi tới cửa thì đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, người chắc chắn được bao nhiêu phần trăm. Diệp Quân bình tĩnh nói, cái này phải xem ta có cần thể diện hay không. Chí sư hơi nghi ngờ, có ý gì? Diệp Quân nghiêm túc nói, nếu ta cần thể diện thì tối đa chỉ chắc chắn 5 phần, còn nếu không cần thể diện thì là 10 phần. Chí sư, quá ngu xuẩn. Nghe thấy lời của Diệp Quân, chí sư tỏ vẻ nghi ngờ. Cần thể diện. Không cần thể diện. Diệp Quân cũng không giải thích thêm mà chỉ nói, tiền bối sắp xếp đi. Chí sư nhìn thoáng qua Diệp Quân, cũng không hỏi nhiều nữa, ông ta gật nhẹ đầu, sau đó nói, người đâu? Ông ta vừa lên tiếng, một thiếu niên chậm rãi đi vào. Chí sư căn dặn, dẫn Diệp công tử đi tới khách viện nghỉ ngơi.
Thiếu niên nhìn thoáng qua Diệp Quân, gật nhẹ đầu rồi xoay người rời đi. Chí sư cau mày. Diệp Quân bèn nói, không cần, ta sẽ nghỉ ngơi ở cổ thụ tinh không chỗ lối vào khu vực tiên linh, tiền bối sắp xếp xong thì thông báo với ta là được. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Hắn không muốn ở lại khu vực tiên linh. Ở lại đây không phải khiến người ta ghét sao? Thấy Diệp Quân rời đi, Chí sư cũng không nói gì nhiều, ông ta biết Diệp Quân ở lại đây chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề, ở bên ngoài sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền phức. Chí sư quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, Thanh Dạ, người trở nên mất lịch sự như thế từ bao giờ? Thiếu niên tên Thanh Dạ bình tĩnh nói, Chí sư, người ngoài không xứng ở lại khách điện của khu vực tiên linh chúng ta. Chí sư gật đầu, bắt đầu từ bây giờ, người không còn là đệ tử của ta nữa. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Thanh Dạ nhất thời tỏ vẻ ngạc nhiên, Chí sư, ta làm sai ở đâu chứ? Chí sư bước đi không quay đầu lại, quá ngu xuẩn. Thanh Dạ. Sau khi rời khỏi tộc tiên linh, Diệp Quân đi thẳng tới trước gốc cổ thụ tinh không kia, dù hắn không thích khu vực tiên linh, nhưng hắn lại rất thích nơi này. Vì lúc ở đây, không hiểu vì sao hắn lại thấy bình tĩnh hơn. Diệp Quân ngồi tựa lưng vào cổ thụ tinh không, ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. 10 năm. Còn chưa đến 5 năm nữa vũ trụ kiếp sẽ bùng nổ, thật ra hắn thấy hơi nghi ngờ, nếu vũ trụ kiếp bùng nổ sẽ ảnh hưởng đến vùng đất tiên linh này không? Hắn không biết, nhưng hắn có thể chắc chắn chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên chắc chắn sẽ toi đời. Diệp Quân đột nhiên nhẹ giọng nói, Tháp Gia, thật ra cô váy trắng có thể giải quyết vũ trụ kiếp đúng không? Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân mỉm cười nói, lúc đầu ta cũng cho rằng bà ấy không thể, nhưng đến bây giờ, ta phát hiện có lẽ giải quyết vũ trụ kiếp không phải việc khó gì với bà ấy, đúng không? Tiểu Tháp bình tĩnh nói, vậy ngươi nói xem vì sao nàng lại không giải quyết? Diệp Quân trầm giọng đáp, đợi ta giải quyết. Tiểu Tháp nói, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, còn một nguyên nhân khác là có vài chuyện, dù là nàng cũng không thể giải quyết được, nói cách khác, dù có thể giải quyết thì nàng cũng sẽ không đi giải quyết. Diệp Quân trầm giọng nói, ý của Thái gia là cô váy trắng xem xét việc gì cũng không phải nhìn từ góc độ loài người chúng ta. Tiểu Tháp bình tĩnh đáp, không chỉ cô váy trắng của ngươi mà Tiểu Bạch và Nhị Nha cũng thế, ngươi nghĩ hai người họ sợ vũ trụ kiếp ư? Không, vũ trụ kiếp đến, đoán chừng hai người còn vui vẻ nữa. Diệp Quân im lặng, Tiểu Tháp khẽ thở dài, cướp đoạt, mỗi sinh linh trên vũ trụ đều cướp đoạt vũ trụ một cách tàn ác. Nếu còn tiếp tục như thế thì không một vũ trụ nào có thể tồn tại được cả. Nếu nhìn từ góc độ con người, thật ra vũ trụ kiếp là sự trừng phạt với muôn nghìn chúng sinh, nhưng lại phù hợp với nhân quả luân hồi của đại đạo. Diệp Quân khẽ thở dài. Tiểu Tháp chợt nói, lúc trước ngươi nói ngươi muốn thử một cách là cách gì? Có thể nói ta nghe thử không? Diệp Quân mỉm cười, nói sau đi. Tiểu Tháp lại nói, cho dù thế nào, ngươi có thể nghĩ thế này. Đây là thử thách cô váy trắng, cha ngươi và ông nội ngươi giao cho ngươi, nếu ngươi có thể giải quyết được chuyện này chắc chắn họ sẽ rất vui, còn nếu ngươi không thể giải quyết cũng chẳng sao, có chuyện gì họ sẽ xuất hiện gánh vác. Diệp Quân cười to, Tháp Gia, ngươi nói với ta như thế không sợ ta lười biếng, không có chí cầu tiến sao? Tiểu Tháp nói, thật ra cái gì thằng nhóc ngươi cũng biết cả. Diệp Quân cười khẽ, không nói gì. Tiểu Tháp cũng thở dài. Thằng nhóc này thật sự quá thông minh, không dễ lừa. Diệp Quân nằm xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn lên tinh không sâu thẳm, Tháp Gia, mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình, chắc là ngươi cũng có, lý tưởng của ngươi là gì? Tiểu Tháp im lặng một lúc lâu, sau đó nói, nhìn ngươi trưởng thành, sau đó lang bạt cùng chủ nhân. Diệp Quân chớp mắt, đợi ta trưởng thành. Tiểu Tháp nói, thật ra chủ nhân bảo ta đi theo ngươi, ngoài việc rèn luyện ngươi còn là rèn luyện ta. Đương nhiên cũng là tin tưởng ta. Diệp Quân mỉm cười, ta cảm thấy ngươi không tu luyện gì cả. Tiểu Tháp bình tĩnh nói, ta tu luyện làm gì? Nếu xuất hiện một người ngay cả ông nội và cha ngươi đều không đánh lại, chẳng lẽ ta còn có thể thắng? Nếu không có thì ta tu luyện còn ý nghĩa gì nữa? Dù sao đánh nhau cũng không phải ta đánh. Đối với ta thực lực đủ dùng là được rồi. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, ngươi mới thật sự là lười biếng. Tiểu Tháp nói, còn ngươi thì sao? Lý tưởng của ngươi là gì?
Diệp Quân nhẹ giọng nói, mạnh hơn cha và cô váy trắng. Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân mỉm cười nói, có phải khó lắm không? Tiểu Tháp nói, muốn mạnh hơn cha ngươi thì có khả năng, nhưng muốn mạnh hơn cô váy trắng của ngươi, ta cảm thấy hơi khó. Diệp Quân cười nói, là rất khó, nhưng ta vẫn muốn thử xem sao. Tiểu Tháp nhẹ giọng nói đi cũng phải nói lại, cô váy trắng của ngươi có trở thành thần trong lòng ngươi không? Diệp Quân im lặng, nụ cười dần biến mất. Mạnh hơn cô váy trắng. Không thể không nói, dù là nghĩ thế, nhưng hắn vẫn có một cảm giác vô cùng bất lực. Tiểu Tháp nói, xem ra ít nhiều gì vẫn có ảnh hưởng. Diệp Quân gật đầu, như nghĩ đến điều gì, hắn chợt nói, cha không đánh lại cô váy trắng sao? Tiểu Tháp bình tĩnh đáp, thấy cha ngươi và cô váy trắng của ngươi chưa? Cô của ngươi có ký ức còn cha ngươi thì không, đã hiểu chưa? Diệp Quân sửng sốt. Mẹ kiếp! Lần đầu tiên hắn phát hiện Tháp gia này cũng khá thông minh. Tiểu Tháp nói, thật ra ta khá đồng ý với một câu ngươi nói trước đây. Diệp Quân hơi tò mò, câu gì? Tiểu Tháp nói, chính là sau thần tính. Diệp Quân trầm giọng nói, nhân tính. Tiểu Tháp nói, ta cảm thấy nhân tính không trải qua thần tính thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì, như vậy cũng giống như, nếu ngươi ăn sơn hào hải vị đã quen chợt ăn uống thanh đạm trở lại, ngươi sẽ phát hiện thì ra thức ăn thanh đạm cũng rất ngon. Nhưng nếu ngươi vẫn luôn ăn thức ăn thanh đạm, chưa từng ăn sơn hào hải vị, ngươi sẽ cảm thấy thức ăn thanh đạm có ngon không? Diệp Quân trầm giọng nói, ý của ngươi là sau khi trải qua đỉnh cao mới có tư cách theo đuổi bình thường, mà không phải chỉ có thể bình thường. Tiểu Tháp nói, đúng là ý này, nên suy đoán của ta là thần tính chỉ là một sự rèn luyện của nhân tính, bây giờ ngươi là người, nên ngươi đứng ở lập trường của loài người, nhưng một ngày nào đó ngươi đạt tới thần tính, ngươi vẫn có thể xem xét mọi chuyện ở góc độ của mọi người thì mới thật sự ghê gớm. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta thôi. Diệp Quân im lặng. Tiểu Tháp lại nói, nếu ta đoán không lầm thì thần nhất rất lợi hại, vì sau khi trải qua thần tính, cuối cùng ông ấy vẫn chọn nhân tính. Tiếc là người ông ấy thích lại theo đuổi thần tính, vứt bỏ nhân tính của bản thân. Nếu không ta cảm thấy chắc chắn ông ấy có thể khôi phục được nhân tính. Diệp Quân thầm thở dài. Thần nhất. Đúng thế, nếu thanh mạt đó không chọn theo đuổi đại đạo, thì chắc chắn thần nhất có thể bộc lộ nhân tính một cách hoàn toàn, cũng sẽ không chọn bỏ mạng. Có lẽ với ông ấy, thần tính và nhân tính đều đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Người ông ấy yêu đã không còn là người trước đây, dù có mạnh hơn nữa cũng còn ý nghĩa gì đâu. Điều này cũng giống với cô váy trắng. Nếu cô váy trắng không tìm thấy cha. Tiểu Tháp nói tiếp, cho nên ta cảm thấy dù gì ngươi cũng phải vào cảnh giới thần đạo, tự mình trải nghiệm thần tính. Diệp Quân cười nói, Tháp gia, ngươi không sợ ta sẽ tu luyện thành một kẻ vô tình sao? Tiểu Tháp nói, ta cảm thấy sẽ không. Diệp Quân hơi tò mò, vì sao? Tiểu Tháp cười nói, ngươi rất xuất sắc, thiên phú của ngươi không thua kém gì thần nhất và cha của ngươi, cho nên ta cảm thấy ngươi sẽ gặp một vấn đề lớn trong tương lai, nhưng vấn đề này chắc chắn sẽ không ở nơi này. Diệp Quân cười khẽ, Tháp gia, ngươi xem trọng ta quá. Tiểu Tháp nghiêm túc nói, dẫu sao ngươi cũng do ta tự mình nuôi lớn, có ta chăm sóc dạy bảo, dù thành tựu sau này của ngươi không bằng cô váy trắng của ngươi. Nhưng chắc chắn sẽ là gần bằng. Nét mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ. Tiểu Tháp lại nói, vừa nghĩ tới ba người vô địch sau này đều do Tháp gia ta nuôi lớn ta đã thấy hưng phấn rồi, ta cảm thấy ta nên đặt cho mình một biệt danh, gọi là Tháp sư vô địch đi, biệt danh này hay đấy, ha ha. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, hắn đã nhìn ra lý tưởng của Tháp gia chính là cái này. Diệp Quân không nói chuyện với Tháp gia nữa. Hắn quay lại trong tiểu tháp rồi bắt đầu tu luyện, Ngao Thiên Thiên đã đột phá đến cảnh giới nhân đạo, bây giờ hắn cũng phải bắt đầu đột phá tổ cảnh rồi. Cảnh giới vẫn còn quá thấp. Ngoài ra, hắn còn muốn rèn luyện diên trì nhất kiếm kia của mình. Kiếm kỹ này rất mạnh, có thể xuất chiêu bất ngờ, giết chết bằng một đòn. Mà hắn không biết rằng lúc này khu vực tiên linh đã sôi trào. Người kế thừa của thần nhất đến đây. Sau khi Chí Sư tiết lộ tin tức này, toàn bộ khu vực tiên linh đều bàn tán xôn xao. Thần nhất là ai? Năm đó người này đã càn quét toàn bộ yêu nghiệt thế hệ trẻ của tộc tiên linh. Đó cũng là lần đầu tiên tộc tiên linh bị người ngoài chèn ép.
mà lúc đó dù bọn họ muốn rửa nhục cũng không có cơ hội, vì sau này thần nhất càng ngày càng mạnh hơn. Nhưng bây giờ, cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội rửa nhục rồi. Người thừa kế của thần nhất đến. Việc này có ý nghĩa gì? Đánh bại người thừa kế của thần nhất chính là rửa nhục. Đây là một cơ hội nghìn năm có một. Vì thế, toàn bộ thiên tài và yêu nghiệt của khu vực tiên linh đều xông đến tiên linh thánh điện, muốn gặp mặt truyền nhân của thần nhất này. Trong tiên linh thánh điện, Chí Sư im lặng, sắc mặt hơi khó coi, vì ông ta đã đánh giá thấp cái tên truyền nhân của thần nhất này rồi. Rất nhiều tộc nhân của tộc tiên linh đều muốn có được cơ hội vang danh sử sách. Gần như toàn bộ thiên tài và yêu nghiệt của tộc tiên linh đều trên đường chạy đến. Sự việc hơi mất khống chế. Bên trong tiểu tháp, Diệp Quân ngồi khoanh chân dưới đất, lúc này hắn đang điên cuồng hấp thụ tổ nguyên ở xung quanh. Lần này, mục tiêu của hắn là cảnh giới tổ cảnh. Hắn không có phương pháp tu luyện nào khác, những năm nay đều sử dụng vũ trụ quan huyên pháp, điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là dù hắn sử dụng phương pháp này cho đến bây giờ thì vẫn không lạc hậu. Giờ phút này, hắn mới đột nhiên phát hiện, vũ trụ quan huyên pháp do cha mẹ tạo ra thật tuyệt vời. Có công pháp hay nhất, có tổ nguyên vô hạn, lại còn tu luyện trong tiểu tháp, vì vậy, Diệp Quân tu luyện vô cùng dễ dàng. Vài năm trôi qua, khí tức của Diệp Quân đang ngồi khoanh chân dưới đất đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Lúc này, Diệp Quân chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu tháp đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Quân khẽ mỉm cười, tổ cảnh. Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, trong đầu xuất hiện một ý niệm, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý phóng ra từ cơ thể hắn, nhưng những kiếm ý vô địch lại đột nhiên biến mất, mà chỉ sau chốc lát, cách hắn trăm mét, mấy nghìn thanh kiếm bất chợt xuất hiện không hề báo trước. Diên trì nhất kiếm. Mấy nghìn thanh kiếm tập trung tại một chỗ, sức mạnh to lớn lập tức làm rung chuyển cả tòa tiểu tháp. Tiểu tháp vội nói, đừng tu luyện ở đây. Mặc dù thời gian trong tiểu tháp rất lớn, nhưng cũng không thể chịu nổi sự dày vò của Diệp Quân. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra, vô số kiếm ý quay trở lại trong lòng bàn tay hắn. Nhìn kiếm ý trong tay, Diệp Quân nở nụ cười. Mấy năm tu luyện vừa qua đã khiến hắn đạt tới cảnh giới tổ cảnh, thực lực tăng lên một bậc, nhưng còn lâu mới đủ, hắn biết, hắn cần phải thực chiến thì mới có thể ổn định cảnh giới tự thân. Chiến đấu. Lúc này, Diệp Quân mới chợt nhớ ra còn phải tham gia cuộc thi của tộc tiên linh. Cũng không biết Chí Sư đã sắp đặt thế nào rồi. Diệp Quân định rời khỏi tiểu tháp, dường như nghĩ đến điều gì đó, cơ thể hắn bỗng rung chuyển, tiến lại gần một đám mây, trong đám mây đó, Ngao Thiên Thiên đang ngồi khoanh chân tu luyện. Ngao Thiên Thiên cũng đang chạy nước rút để đạt tới cảnh giới ở đây. Diệp Quân quan sát Ngao Thiên Thiên một hồi, lúc này, khí tức của Ngao Thiên Thiên đã được thu lại. Không cảm nhận được chút khí tức nào cả. Diệp Quân biết, Ngao Thiên Thiên có lẽ đang muốn thăng cấp. Lúc này, Diệp Quân tựa như cảm nhận được gì đó, lập tức rời khỏi tiểu tháp. Ngay khi vừa mới rời khỏi tiểu tháp, hắn nhìn thấy một cô gái đang chậm rãi đi về phía hắn. Người này chính là Thanh An. Thanh An đi đến trước mặt Diệp Quân, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta biết ngay là ngươi sẽ ở đây. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sao vậy? Thanh An nói thẳng, ngươi là người có được truyền thừa của thần nhất à? Diệp Quân khẽ gật đầu, đúng vậy. Thanh An yên lặng không nói gì. Diệp Quân cười nói, cô tới là để khiêu chiến với ta sao? Thanh An lắc đầu, bây giờ các thiên tài và yêu nghiệt của tộc tiên linh đều đã đến tiên linh thánh điện để giết ngươi, giờ ngươi rời khỏi tộc tiên linh vẫn còn kịp đấy. Diệp Quân cười đáp, không kịp nữa rồi, kể cả bây giờ ta rời đi. Bọn họ chắc chắn cũng sẽ ra ngoài tìm ta, đúng không? Thanh An hơi khó hiểu, tại sao ngươi lại để lộ thân phận của mình? Diệp Quân nói, ta muốn tham gia cuộc thi nội bộ của tộc tiên linh các cô. Thanh An cau mày, ngươi muốn lấy được tiên linh lệnh, hay chỉ đơn giản là muốn bắt chước hành vi của thần nhất năm đó, muốn đánh bại các thiên tài và yêu nghiệt của tộc tiên linh ta? Diệp Quân bật cười, sau đó nói, Thanh An cô nương. Có thể nói cho ta biết về thiên tài và yêu nghiệt của tộc tiên linh các cô được không? Tất nhiên hắn không dám khinh thường người nơi này. Thanh An không vui lắm, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Diệp Quân cười nói, ta muốn lấy được tiên linh lệnh. Thanh An thấp giọng thở dài, mặc dù ta không biết thực lực của ngươi thế nào, nhưng ngươi làm như vậy thì căn bản không thể lấy được tiên linh lệnh.
Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Thanh An hạ giọng nói, nếu là ban đầu, chắc chắn ngươi có thể có phần thắng, bởi vì có vài yêu nghiệt tuyệt thế chân chính không có hứng thú với cuộc thi nội bộ này, nhưng nếu bây giờ ngươi làm vậy, mấy yêu nghiệt tuyệt thế kia chắc chắn sẽ xuất hiện, mà khi bọn họ xuất hiện thì tỷ lệ thắng của ngươi. Nghe vậy, Diệp Quân bất chợt nhíu mày, Chí Sư chưa từng nói chuyện này với hắn, vì đối phương tin tưởng hắn hay là có mục đích khác. Hắn tất nhiên là không dám tin tưởng hoàn toàn Chí Sư này. Thanh An lại nói, bây giờ tất cả thiên tài và yêu nghiệt đều đến đây để tìm ngươi. Diệp Quân hơi nghi ngờ, sao cô biết ta ở đây? Thanh An hờ hững nói, đoán thôi. Diệp Quân ngây người, sau đó lắc đầu cười, đang định lên tiếng thì lúc này đột nhiên xuất hiện mấy luồng khí tức khủng khiếp ở phía xa. Ngay sau đó, có mấy người bay ra từ trong tịnh hóa môn, rồi lao thẳng tới chỗ bọn họ. Thấy cảnh tượng này, Thanh An hạ giọng nói, tới rồi. Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn người dẫn đầu, hạ giọng nói, là Thanh Lăng, một trong ba cao thủ kiệt xuất của tộc Tiên Linh. Diệp Quân nói, là một trong ba người yêu nghiệt nhất của thế hệ trẻ tộc Tiên Linh sao? Thanh An liếc hắn, không phải, ở tộc Tiên Linh, yêu nghiệt nhất là Nam Viện Nhị Thánh, sau đó mới là ba cao thủ kiệt xuất của Tiên Linh. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Thanh An đột nhiên đi ra xa vài trượng, khoảng cách này trông có vẻ không gần gũi lắm với Diệp Quân. Diệp Quân chẳng thèm để ý đến chuyện này. Lúc này, Thanh Lăng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Thanh Lăng ở trước mặt, người đàn ông mặc một áo choàng rộng lớn, tóc dài xõa vai, trông rất tao nhã. Lúc này, Thanh Lăng và những người sau lưng y cũng đang quan sát Diệp Quân. Một người đàn ông áo đen bên cạnh Thanh Lăng đột nhiên nhìn về phía Thanh An, khẽ nhíu mày, Thanh An, sao cô lại ở đây? Sắc mặt Thanh An không biến đổi, ta thường xuyên tu luyện ở đây. Người đàn ông áo đen cau mày, ta thấy rõ ràng cô vừa nói chuyện với hắn. Trong lòng Thanh An căng thẳng, bởi vì cô ta nhận ra, ánh mắt của mấy người bên cạnh Thanh Lăng đã trở nên không mấy thiện cảm khi nhìn về phía cô ta. Rõ ràng, bây giờ tộc Tiên Linh đã đối xử với Diệp Quân như kẻ địch. Thanh An quay đầu nhìn Diệp Quân ở bên cạnh, ta không quen biết hắn. Diệp Quân khẽ mỉm cười, ta cũng không quen cô nương này, thật đấy. Lúc này, Thanh Lăng đột nhiên nói, quen biết thì đã sao? Diệp Quân nhìn về phía Thanh Lăng cười nói, Diệp công tử từ bên ngoài đến tộc Tiên Linh, thì là khách của tộc Tiên Linh, người của tộc Tiên Linh ta tiếp khách thì có vấn đề gì đâu. Vừa nói, y vừa quay đầu nhìn về phía người đàn ông áo đen bên cạnh, không cần phải nhìn Diệp công tử với ánh mắt thù địch như vậy, chuyện năm đó không liên quan đến Diệp công tử. Hơn nữa, năm đó thần nhất dựa vào thực lực để đánh bại tổ tiên của tộc Tiên Linh ta thua tâm phục khẩu phục. Tổ tiên thua thì hậu bối như chúng ta có tư cách gì mà không phục chứ? Người đàn ông áo đen không dám nói gì. Diệp Quân nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ mỉm cười, người này khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Sắc mặt Thanh An lại hơi khó coi. Thanh Lăng nhìn về phía Diệp Quân, Diệp công tử, ta tới đây cũng không có mục đích nào khác, chỉ là tò mò, dù sao ngươi cũng là người có được truyền thừa của thần nhất. Diệp Quân cười nói, ta cũng rất tò mò về thiên tài và yêu nghiệt của tộc Tiên Linh các ngươi. Thanh Lăng đột nhiên nói, vậy thì thử so tài nhé. Thử so tài. Vừa dứt lời, trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh. Diệp Quân liếc nhìn Thanh Lăng, cười nói, cũng không phải là không được. Thanh Lăng cười đáp, không có ý gì đâu, chẳng qua ta nghe nói Diệp công tử muốn tham gia cuộc thi nội bộ của bọn ta, nên muốn thử so tài với Diệp công tử trước. Nếu Diệp công tử thắng ta, thì Diệp công tử có thể giảm bớt những lời khiêu chiến không cần thiết, nếu ta may mắn thắng Diệp công tử, thì ngươi cũng tiết kiệm được thời gian tiếp tục tham gia cuộc thi nội bộ. Diệp Quân cười nói có lý, nếu đã thế thì xin được chỉ giáo. Thanh Lăng nhìn xung quanh, sau đó nói, đổi sang nơi khác được không? Diệp Quân gật đầu, được. Thanh Lăng nói, mời Diệp công tử đi theo ta. Nói xong. Y xoay người bay về phía bên kia. Diệp Quân đang định rời đi, lúc này, Thanh An đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Thanh An, hơi do dự, sau đó nói, vừa rồi ta. Diệp Quân khẽ mỉm cười, ta hiểu mà. Dứt lời, hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía cuối tinh không. Thanh An đứng tại chỗ,
mãi lâu không lên tiếng. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đi theo đám người Thanh Lăng đến một quảng trường tinh không khổng lồ, quảng trường dài mấy vạn trượng, vô cùng rộng lớn. Xung quanh quảng trường có một luồng ánh sáng bao phủ. Hai người xuất hiện trên quảng trường, tương đối xa nhau. Lúc này, thiên tài và yêu nghiệt của tộc tiên linh đang không ngừng chạy đến. Thanh Lăng nhìn Diệp Quân, sau đó nói, tổ cảnh. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Thanh Lăng khẽ mỉm cười, ta là cường giả đã đạt tới 5 phần thần tính, cảnh giới cao hơn rất nhiều so với ngươi, tuy nhiên, vì tôn trọng ngươi, ta sẽ không hạ thấp cảnh giới. Nhưng nếu ngươi muốn ta hạ thấp thì ta cũng có thể. Diệp Quân cười nói, không cần. 5 phần thần tính. Bây giờ hắn cũng muốn tìm một cường giả chân chính để rèn luyện. Thanh Lăng khẽ gật đầu, mong được chỉ giáo. Vừa dứt lời, lòng bàn tay y lập tức mở ra, một luồng sáng đen đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó, luồng sáng đen biến thành một chiến tướng màu đen, chiến tướng cầm đao lớn chợt chém về phía Diệp Quân. Xoẹt! Một âm thanh chói tai đột nhiên vang khắp sân. Nhát đao này chém xuống đúng là hủy diệt trời đất. Diệp Quân khẽ híp mắt, sắc mặt bình tĩnh, khi đao chém tới trước mặt, ngón tay cái khẽ động, một ý kiếm đột nhiên xuất ra. Làn sóng xung kích được tạo ra bởi sức mạnh đáng sợ lập tức lan rộng. Ý kiếm của Diệp Quân gắng gượng chặn nhát đao này, hai bên không ngừng giằng co. Nhưng lúc này, Thanh Lăng đột nhiên bước một bước về phía Diệp Quân, trong nháy mắt, thời không xung quanh Diệp Quân đột nhiên nứt lìa, ngay sau đó, mấy chục thanh kiếm đen lao thẳng ra. Bấy giờ, Thanh Lăng như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi, y siết chặt tay phải, một luồng sáng đen chợt lao ra từ cơ thể y, sau đó tạo thành một vòng bảo vệ màu đen. Bịch! Trong chớp mắt, trước mặt mọi người, Thanh Lăng bị chém bay ra ngoài, lúc vừa dừng lại, một thanh kiếm lại xuất hiện mà không hề báo trước. Bốp! Thanh Lăng lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Lần này, y vừa mới dừng lại, mũi kiếm của một thanh ý kiếm cũng vừa dừng lại sau gáy y. Bị đánh bại hoàn toàn bởi ba nhát kiếm. Trong sân yên lặng như tờ. Ba nhát kiếm. Tinh không xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Đám người tộc tiên linh chạy đến khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Thanh Lăng một trong ba cao thủ kiệt xuất cứ thế bị đánh bại sao? Sao có thể chứ? Diệp Quân nhìn Thanh Lăng trước mặt, cảm ơn đã nhường. Hắn vừa nói vừa xòe tay ra, ý kiếm sau gáy Thanh Lăng bay về trong tay hắn. Thanh Lăng lặng thinh một lúc, lắc đầu khẽ cười, kiếm kỹ này của Diệp công tử đúng là đáng sợ, ta chẳng có đến một cơ hội để phản ứng. Diệp Quân bình tĩnh nói, lại lần nữa không? Dĩ nhiên hắn nghe được ẩn ý không cam lòng khi đối phương thua. Thanh Lăng vốn dĩ muốn đồng ý nhưng lại nhanh chóng nhíu mày, thua tức là thua, ta nhận thua. Mặc dù y rất muốn đánh thêm lần nữa nhưng y biết rõ nếu làm như thế thì hơi khó chịu, thua mà không nhận. Y không thể để mất mặt được. Vì lúc này y là người đại diện cho cả tộc tiên linh. Thấy Thanh Lăng nhận thua, Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó nói, ta hỏi một chút, cuộc thi nội bộ của các ngươi khi nào bắt đầu? Thanh Lăng nói, còn một tháng nữa. Một tháng. Diệp Quân khẽ gật đầu, vậy một tháng sau ta lại đến. Nói xong, hắn xoay người định rời đi. Khoan đã. Lúc này Thanh Lăng bỗng nói. Diệp Quân xoay người nhìn Thanh Lăng, Thanh Lăng cười nói, Diệp công tử, bây giờ dù ngươi đi đến đâu thì cũng sẽ có người tộc tiên linh đến quấy nhiễu ngươi, chỉ bằng ngươi theo ta về nơi ta ở đi. Nơi đó của ta rất yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, cũng được. Hắn vẫn khá có thiện cảm với Thanh Lăng này, vì y không kiêu ngạo như những người trong tộc tiên linh khác, hơn nữa hắn quả thật cũng không muốn bị người khác làm phiền. Hôm nay đánh một, ngày mai đánh một, hắn cũng thấy rất phiền. Thanh Lăng gật đầu, Diệp công tử đi theo ta. Nói rồi y dẫn Diệp Quân rời khỏi quảng trường tỷ võ. Người tộc linh tiên xung quanh nhìn nhau, không thể không nói lúc này sắc mặt của họ rất khó coi. Vì họ không ngờ Thanh Lăng thế mà lại thua. Hơn nữa còn thua một cách dễ dàng như vậy. Rõ ràng là vị truyền nhân của thần nhất này không tầm thường. Cũng khiến khá nhiều người vốn dĩ muốn khiêu chiến với Diệp Quân vứt bỏ suy nghĩ này. Người hiện giờ dám khiêu chiến với Diệp Quân chỉ có người mạnh hơn Thanh Lăng. Trong thế hệ trẻ ở cả tộc Linh Tiên, thật sự không có mấy người mạnh hơn Thanh Lăng.
Lúc này vài người tộc tiên linh đều cảm thấy hơi lo lắng. Lẽ nào lịch sử sắp lặp lại sao? Nếu lần này tộc tiên linh lại bị tiêu diệt sạch thì mặt mũi của tộc tiên linh để ở đâu được chứ? Hai ông lão trong tối cũng nhìn thấy mọi chuyện diễn ra. Một ông lão trong đó là Chí Sư, người bên cạnh ông ta là Tư Pháp Linh Quân của trưởng quản hình phạt tộc tiên linh. Chí Sư quay sang nhìn Tư Pháp Linh Quân, thế nào? Tư Pháp Linh Quân bình tĩnh nói, khá tốt. Chí Sư bật cười, ông nói thế hơi trái lương tâm đấy, vị Diệp công tử này sao chỉ dừng ở mức khá tốt chứ? Tư Pháp Linh Quân quay sang nhìn Chí Sư, ông muốn làm gì? Chí Sư bình tĩnh nói, hắn là đệ đệ mà con gái ta nhận, hắn muốn cứu nhược mệnh. Tư Pháp Linh Quân lắc đầu, mục đích của ông chắc chắn không chỉ như thế. Chí Sư gật đầu. Tư Pháp Linh Quân nhíu mày, lão Chí, rốt cuộc ông muốn làm gì? Chí Sư khẽ nói, ta thấy thanh niên này có thể thay đổi tộc tiên linh chúng ta. Tư Pháp Linh Quân trầm giọng nói, ý ông là sao? Chí Sư ngước nhìn tận cuối tinh không, trong mấy năm qua, người tộc tiên linh chúng ta ngày càng kiêu ngạo và hống hách, nếu cứ tiếp tục như thế trong một thời gian dài, chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt vong như Sở Cung năm đó. Thế nên chúng ta cần một người ngoài cuộc để làm chúng ta tỉnh táo lại. Nói đến đây, ông ta nhìn Tư Pháp Linh Quân bên cạnh, ông còn nhớ cảnh tượng sau khi đám yêu nghiệt thiên tài đó của chúng ta bị thần nhất đánh bại không? Tư Pháp Linh Quân lặng thinh. Năm đó sau khi thế hệ trẻ của tộc tiên linh bị thần nhất đánh bại, chắc chắn đã khiến tộc tiên linh bình tĩnh lại, kể từ đó những yêu nghiệt và thiên tài của thế hệ trẻ tộc tiên linh càng thêm chăm chỉ và liều mạng hơn. Không chỉ thế hệ trẻ mà cả thế hệ lớn tuổi cũng có thay đổi rất nhiều. Vì sự xuất hiện của thần nhất đã khiến họ có cảm giác nguy hiểm. Hóa ra bên ngoài cũng có người mạnh đến thế. Kể từ sau đó, thực lực tổng thể của tộc tiên linh cũng tăng lên rất nhiều. Có thể nói mặc dù lần đó tộc tiên linh thua một người ngoài nhưng cũng vì thế mà đạt được rất nhiều lợi ích. Tư Pháp Linh Quân trầm giọng nói. Nhưng nếu hắn thật sự đánh bại tất cả thiên tài và yêu nghiệt của chúng ta, thì đối với tộc tiên linh. Sỉ nhục. Chí Sư cười hỏi. Tư Pháp Linh Quân lặng thinh. Chí Sư khẽ nói, lão Pháp, tộc tiên linh chúng ta có một suy nghĩ cần phải thay đổi, đó là không thích thấy người khác giỏi hơn mình. Tư Pháp Linh Quân bình tĩnh nói, mấy năm nay, cũng chỉ có một thần nhất, mà ta lại không phải không phục thần nhất, ta thừa nhận ông ta giỏi hơn tất cả mọi người lúc đó. Chí Sư cười nói, ông có thể nghĩ như thế, nhưng người khác thì sao? Tư Pháp Linh Quân im lặng không nói gì. Đúng là mặc dù năm đó thần nhất đánh bại mọi người nhưng rất nhiều người trong tộc tiên linh vẫn không phục. Trùng hợp, Tư Pháp Linh Quân thở dài, lão Chí, ta biết ông muốn thay đổi mọi thứ nhưng ông cũng nên biết rõ là rất khó. Chí Sư bình tĩnh nói, ta biết là rất khó nhưng vẫn phải làm. Ta không thể tiếp tục nhìn tộc tiên linh cứ tự cao tự đại mãi thế được. Tư Pháp Linh Quân trầm giọng nói, ông cảm nhận được gì rồi sao? Chí Sư gật đầu, nguy cơ. Tư Pháp Linh Quân nhíu mày, nguy cơ. Chí Sư khẽ gật đầu, ông ta xòe lòng bàn tay ra, ngón tay tạo thành một dấu tay kỳ dị. Không lâu sau các ngôi sao lơ lửng trên bầu trời thành tiên linh bắt đầu chậm rãi xoay tròn, một lúc sau từng năng lượng bí ẩn xuất bây giờ trong lòng bàn tay Chí Sư. Chí Sư nhìn những năng lượng bí ẩn trong lòng bàn tay đó, khẽ nói, nguy cơ, không biết nguy cơ đến từ đâu, ta từng thử rất nhiều cách nhưng vẫn không cảm nhận được đầu nguồn của nó. Nghe thế vẻ mặt Tư Pháp Linh Quân trở nên nghiêm trọng, ông chắc chứ? Chí Sư hơi bất mãn, ông nghĩ ta cần phải đùa với ông chuyện đó sao? Tư Pháp Linh Quân trầm giọng nói, đã thông báo với tộc trưởng chưa? Chí Sư lắc đầu, tộc trưởng đang ở rừng sâu thần hư. Không liên lạc được. Tư Pháp Linh Quân hơi ngờ vực khó hiểu, ngay cả ông cũng không thể cảm nhận được nguồn gốc của nguy cơ này hả? Chí Sư gật đầu, nguy cơ chưa rõ, sự tồn tại không rõ ràng. Vừa nói, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ lo lắng. Chí Sư nhìn về phía xa, cho dù thế nào, chúng ta cũng phải cẩn thận đối đãi, thanh niên trước mặt này có lẽ sẽ có thể làm cho người trong tộc chúng ta tỉnh táo. Hơn nữa, hắn tham gia nội chiến cũng có lợi chứ không có hại với chúng ta, nếu hắn thắng sẽ có thể khiến chúng ta tỉnh táo lại, nếu hắn thua sẽ làm người trong tộc chúng ta hổ thẹn và có tự tin hơn, như thế nào cũng tốt cho chúng ta. Tư Pháp Linh Quân khẽ gật đầu, vậy thì để hắn tham gia cuộc thi nội bộ đi. Chí Sư nói, để ta sắp xếp,
Tư Pháp Linh Quân xoay người rời đi, nhưng lúc này như nghĩ đến điều gì, ông ta bỗng nói, thần nhất, đã minh giải thật rồi sao? Chí sư gật đầu, trước đây ta cũng nghĩ ông ta sẽ để lại đường lui, nhưng giờ xem ra ta vẫn xem thường ông ta rồi. Ông ta, thật sự đã chọn cách biến mất khỏi thế gian này. Nói đến đây ánh mắt ông ta lại lóe lên vẻ phức tạp. Một người mạnh như thế lại tự mình kết thúc. Quả thật quá đáng tiếc. Chí sư khẽ nói, hình như thánh nữ đi gặp ông ta lần cuối. Thánh nữ? Tư Pháp Linh Quân nhíu mày, một lúc sau ánh mắt ông ta lóe lên vẻ phức tạp, chúng ta vẫn đừng nhúng tay vào chuyện giữa bọn họ. Nói xong, ông ta xoay người đi. Chí sư cũng lắc đầu khẽ thở dài. Diệp Quân đi theo Thanh Lăng đi vào khu vực tiên linh, cuối cùng được Thanh Lăng dẫn đi, hắn đã đến một đỉnh núi, trên đỉnh núi có một cung điện xa hoa. Thanh Lăng cười nói, Diệp công tử, cung điện này là nơi ta tu luyện, ngày thường chỉ có ta và muội muội, huynh cứ yên tâm sẽ không ai đến quấy rầy huynh, huynh có thể yên tâm tu luyện ở đây. Diệp Quân cười, cảm ơn. Thanh Lăng mỉm cười, khách sáo rồi. Diệp Quân bỗng hơi thắc mắc, Thanh Lăng huynh, hình như huynh không giống người tộc tiên linh lắm. Thanh Lăng hơi sửng sốt, sau đó cười nói, người tộc tiên linh của ta quả thật rất kiêu ngạo, cũng không hòa nhã với người ngoài. Diệp Quân gật đầu, ta cảm nhận được. Thanh Lăng lắc đầu, với thực lực của Diệp công tử, chẳng có mấy ai trong đám trẻ tuổi tộc tiên linh có tư cách kiêu ngạo trước mặt huynh. Diệp Quân mỉm cười nói, cho dù người đối diện là mạnh hay yếu, cũng không nên kiêu ngạo. Thanh Lăng mỉm cười, đúng thế, thật ra ta và muội muội từng là con ngoài giá thú, thân phận này cũng khiến bọn ta bị khinh thường và giễu cợt, cho nên ta cũng rất ghét loại tỏ ra ta đây là giỏi. Con ngoài giá thú. Nghe thế Diệp Quân cũng hiểu đại khái tình hình. Thanh Lăng dẫn Diệp Quân đến một biệt viện, y chỉ vào sân ở phía xa, Diệp huynh, đây là nơi huynh ở, huynh có thể sống ở đây trong khoảng thời gian huynh ở tộc tiên linh. Huynh đừng lo gì cả. Ở đây không ai làm phiền huynh đâu. Diệp Quân xòe bàn tay ra, 30 tổ nguyên xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa tổ nguyên cho Thanh Lăng, Thanh Lăng sửng sốt, sau đó lắc đầu, không cần đâu. Nói rồi y xoay người định rời đi. Diệp Quân bỗng nói, Lăng huynh, tộc tiên linh có nơi nào như thư viện không? Thanh Lăng gật đầu, có, Diệp huynh muốn tìm hiểu về lịch sử của tộc tiên linh à? Diệp Quân cười nói, đúng thế. Thanh Lăng lắc đầu khẽ cười, trùng hợp thật đấy. Diệp Quân hơi khó hiểu, là sao? Thanh Lăng cười nói, muội muội ta thích đọc sách và viết sách nên đồ thư điện của tộc tiên linh đều do nó quản lý, đồ thư điện này nằm ở trên đỉnh núi. Vừa nói, y vừa chỉ về phía bên phải, đại điện nằm ở bên phải đó, huynh có thể đến đó bất cứ lúc nào. Diệp Quân cười nói, cảm ơn. Thanh Lăng gật đầu, xoay người rời đi. Đọc sách, viết sách. Diệp Quân bỗng nhớ đến một người. Chân tỷ. Cô ta cũng thích viết sách, cuốn dục hải tình mê đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.